Bây giờ các bạn đọc tên giùm cô đi. À, dạ đâu hay là để em gửi cái mail tên nhóm em qua cho cô luôn cô. À, gửi Zalo đi. Gửi Dạ mail cũng được, gửi Zalo cũng được, gửi nào cũng được nha. Rồi. dạ dạ Là các gửi bạn liền biết rồi đúng không? gửi liền luôn hay sao cô? Lát gửi cũng được. Dạ. À, rồi. Bây giờ hiện giờ là ngoài chín bạn của nhóm chuyên khoa mới đó thì nhóm chuyên khoa cũ hiện giờ có ai? Chuyên khoa một cũ đang học với cô nè. Alo alo. Dạ em chào cô ạ. À, em là nhóm nào? Bây giờ nhiều quá, Dạ giờ em ba nhóm nữa á. nhóm chung phong một cũ của cô, nhóm 10 tuần cũ ạ. Nhóm 10 tuần đúng không? Nhóm 10 Dạ. tuần là tổ 3 phải không? Dạ vâng ạ. Bây giờ á, thì nhóm 10 tuần của tụi em á, là hổm rày học gần hết rồi đó. Gần hết Dạ. chữ của cô rồi. Bây giờ hiện giờ là cô sẽ dạy, hôm nay là cô dạy lại cái bài đọc X quang cho cái nhóm mới tin nè, nhóm mới tới đó ha. Dạ, Còn các bạn như học rồi, ai muốn dạ, nghe lại thì nghe tùy ý nha. dạ, dạ vâng, dạ. À, nhưng mà các bạn còn 5 tuần nữa đó thì cái nhóm 10 tuần này các bạn sẽ chuẩn bị để soạn một số bài thêm ha. Dạ, cô có thể cho em xin cái danh sách mấy cái bài thêm á, có gì em chọn. Bây giờ thứ nhất á là suy hô hấp. Dạ. À. Suy hô hấp cấp nha, xử trí suy Dạ. hô hấp cấp. Thứ Dạ. hai là oxy liệu pháp. Oxy liệu pháp. Dạ. Liệu pháp. Thứ ba là sử dụng dụng cụ hít ha Dạ. nha, dụng Dạ. cụ hít, dụng cụ hít. Gì nữa ta? Các bạn muốn học gì nữa? Một Cận ho không? Áp xe tiếp phổi cận. không? Tiếp Tùy các cận bạn. ho. Tiếp Dạ tiếp cận cận ho. ho. Dạ Tiếp cô cứ cho cận. em danh sách có gì em trao đổi lại với bạn nhóm trưởng. Hôm nay chắc là bạn nhóm trưởng đi check vaccine rồi cô. Tiếp cận ho kéo dài ha. Dạ. Không. Tùy các bạn, mấy bạn muốn học bây giờ cô là dạy tùy các bạn á, các bạn muốn học bài Dạ. gì là các bạn là thích học bài gì là yêu cầu bài đó. Dạ dạ. Dạ. Muốn gì nữa, áp xe phổi không? Áp xe phổi dạ. Tại vì còn đến 10 tuần nữa là có nghĩa là còn 10 buổi nữa cô. À, áp xe phổi bây giờ mới có 5 bài á nha. Dạ. Với các bạn phải học chung và với học lại mấy bài cũ á. Tại vì Dạ không, học lại cũng không sao cô, học lại thì hôm trước cũng có mấy bài mà tụi em vẫn chưa có gọi là tham gia đầy đủ hết đó cô. đúng rồi, với lại mấy cái bài mà chuyên khoa 2 trình á, Dạ. dồn vô mấy bài vô một buổi á, cũng chưa có thời gian để nói kỹ cho các bạn á. Thành ra là có khi các bạn phải học lại, thành ra là trước mắt là mình soạn thêm 5 bài này thôi nha. Dạ. Dạ Được. dạ cô. Dạ. Nha, rồi. Dạ. Còn cái nhóm mà nhóm 10 tuần, còn cái nhóm 5 tuần nữa. Nhóm 5 tuần đâu rồi? Alo alo. Vậy là nhóm mới hả cô? Nhóm cũ á. Nhóm cũ 5 tuần là nếu là vậy là chuyển Cô em. khoa luôn rồi cô. Hôm nay có em cô. Em là ai vậy? Em là Thanh Thị Nhanh ở nhóm 6 á, chưa thi á cô. Nhóm đó chưa Dạ thi đúng không? yeah, dạ. Yeah. À, như vậy các bạn hôm nay đi đâu? Dạ Đáng chúng lẽ em đi đâu? chúng tia chúng em đang ở tim mạch với thầy Tấn ở bên Thống Nhất à, cô Nhưng mà giờ này là chưa có học đúng không? Hay sao? lịch hôm nay bận nên là xin các bạn bận chống dịch nên xin thầy học buổi tối ạ. À, rồi. Dạ. Rồi như vậy thì các bạn đó, các bạn nhóm tụi em á, là thứ tư này á, sáng thứ tư á là sẽ học với sẽ học cái bài viêm phổi, tại vì chuyên khoa 2 trình rồi của thứ sáu này các bạn thi á Dạ. Dạ ha. có ôn không cô? Nhóm tụi em có ôn nữa không cô? Rồi. Ôn ha. Dạ. Hôm trước có học bạn ôn chưa? Chưa ôn Thì cô hả? cái nhóm kia Ôn ôn rồi. là
cái nhóm kia nên là một số bạn như tụi em cũng không sắp xếp, không có ôn, có gì có À. ôn tụi em với. Vậy là thứ năm ôn nha. Dạ, cảm Thứ ơn năm cô ôn, ạ. thứ sáu thi ha. Rồi. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Dạ. Bây giờ là mình học cái bài X quang ngực nha các bạn. Ừ. Còn bạn nào học rồi thì thôi khỏi học lại, hoặc là muốn nghe tùy tùy ý ha. Rồi. Giờ đi chích chích vaccine nhiều lắm hả các bạn á? Bị đều đi chích vaccine đó. Rồi thôi ai học được thì học nha. Rồi. Dạ. Alo. Alo, các bạn thấy slide chưa? Dạ thấy ạ. Rồi. Hôm nay mình sẽ học cái bài đầu tiên á, tại vì cái lịch học của cái nhóm nhóm 5 tuần của bạn mà chắc là đi 10 tuần luôn á. Các bạn có biết cái nhóm nào mà đi đi 5 tuần mà đổi với các bạn không ta? Biết Dạ không? có một bàn ở trong đây nè cô. Thực ra thì bây giờ các bạn nào mà muốn nghe cái bài của cô á, thì cứ việc nhảy vô group nghe nha. Tất cả các bạn, tức là bạn bè với nhau á, thì cô không có hạn chế gì hết á. Bạn nào muốn nghe thì cứ nhảy vô nghe nha. Kể cả những cái bạn mà tại vì cô chia với cô Trang rồi đó. Cô Trang nói để cô Trang giải luôn cái group mà đi hiện đang đi Trương Vương nè, đi luôn 10 tuần. Còn nhóm của tụi em á, đi Phạm Ngọc Thạch sau đó đổi Trương Vương á, thì bây giờ đi với cô luôn 10 tuần. Như vậy thì cái nhóm 10 tuần mà đi với cô Trang sẽ không có cơ hội học với cô á. Thì tụi em cứ nhắn với các bạn đó là muốn nghe bài của cô á, thì cứ nhảy vô group mà nghe ha. Thì một tuần á, là cô sẽ dạy buổi sáng từ thứ thứ hai, thứ tư với thứ năm nha. 8:30 mỗi buổi sáng á. Bạn nào nghe được thì nghe nha. Rồi. Bây giờ cô mình sẽ học cái bài X quang ngực nha. Rồi. Thì đầu tiên về cái tên gọi đó thì đó giờ mình hay quen gọi là X quang phổi đúng không? Nhưng mà đúng ra là X quang ngực mới đúng ha. Tại vì mình chỉ không có chỉ đập phổi không mà mình đập đủ thứ ở trên cái phim này. Cho nên đó là X quang ngực chứ không phải là X quang phổi. Và cái tiếng Anh nó cũng là chest X-ray chứ không phải là lens X-ray đúng không? Rồi. Thì đầu tiên á, là cô sẽ giới thiệu các nguyên lý của cái X quang ngực này. Thì đầu tiên á, là phát kiến năm 1895 do cái ông bác học người Đức và ông sử dụng cái chùm tia X ha. Ông sử dụng một cái chùm tia X phóng xuyên qua cái cơ thể người mình để ghi nhận những cái hình ảnh nha. Và như vậy thì sẽ có ba cái điểm. Thứ nhất là cái chùm tia để phát cái tia X ra, thứ hai là cái vật ghi, tức là cái cơ thể người mình, để mình muốn ghi hình đó, cái vật mình muốn ghi hình đó là cái cơ thể người. Và cái vật thứ ba nó gọi là cái bản ghi, tức là cái tấm phim đó, cái bản phim nó nằm đặt phía sau của cái cơ thể người ha. Như vậy thì sẽ có ba cái dụng cụ trong đây ha. Thứ nhất là chùm tia, thứ hai là vật ghi, và thứ ba là bản ghi nha. Rồi.
Thì cái nguyên lý thứ nhất là cái kích thước hình ảnh trên cái bảng ghi. Thì chúng ta biết rằng là hồi hồi nhỏ chúng ta hay chơi những cái là mỗi lần mà cúp điện á, cái mình hay chơi cái đàn cầy á, rồi mình dùng cái ngón tay để mình tạo những cái hình để trên, ở ở trên cái màn trên cái tường đó, đúng không? Thì theo các bạn á, là cái hình ở trên tường á, khi nào thì nó to nhất và khi nào nó nhỏ nhất? Alo, alo. Dạ nghe. Các bạn hiểu không? Tức là mình sẽ có một cái chùm tia là cái đèn đúng không? Cái vật ghi là cái bàn tay của mình và cái bảng ghi là cái tường ha. Thì khi mà theo các bạn á, thì cái tay của mình, cái hình á, cái tay của mình ở trên cái tường đó, khi nào thì nó to nhất và khi nào thì nó nhỏ nhất? Khi nào? Em nghĩ nó to nhất. To nhất khi càng gần đèn chiếu thì nó càng to, mà càng xa đèn chiếu thì nó càng nhỏ. Đúng rồi. Cái tay mình mà gần cái đèn á thì nó sẽ to, mà gần cái tường á thì nó sẽ nhỏ, đúng không? Nè. Thì giờ các bạn nhìn đây. Đây là cái chùm tia ha, và đây là cái vật ghi, tức là cái cơ thể người, và đây là cái bảng ghi. Thì khi mà cái bảng ghi, cái vật, cái người của mình á, mà nằm sát cái bảng ghi thì á, là cái kích thước của cái hình á, nó sẽ chính xác, tại vì nó đúng bằng với cái kích thước của cái người, cái vật ghi nha. Bây giờ một lý do gì đó mà cái vật ghi của mình nó nằm xa cái bảng ghi đây ha, đây là cái vật ghi của mình nằm xa cái bảng ghi, thì các bạn sẽ thấy là cái hình nó sẽ to hơn thực tế. Đây, cái hình này nó sẽ to hơn so với cái bên đây ha, kích thước này nó nhỏ, kích thước này nó sẽ to hơn. Hoặc là do cái đầu đèn, cái vị trí đầu đèn nó nằm gần với cái vật ghi, thì cái kích thước của cái vật ghi nó cũng to hơn so với cái kích thước thật của nó nha các bạn. Mình giải thích cái điều này để làm gì? Đây là cái nguyên lý thứ nhất mà mình phải nắm. Đó là cái phim sau trước, PA, tức là phim sau trước, tức là chụp từ phía sau ra phía trước ha. Và cái này là cái phim AP, tức là phim chụp từ phía trước ra phía sau. Chụp từ phía trước ra phía sau tức là những cái người mà nằm nha. Bệnh nhân chụp ở tư thế nằm không có đứng nổi và lấy cái đầu đèn đặt chụp tại giường đó các bạn. Đó, thì hai cái hình này của cùng một người, các bạn thấy nó rất khác nhau không? Rất khác nhau nha. Tại sao vậy? Tại vì bóng tim nha, tại vì bóng tim. Đây các bạn thấy này, đây bóng tim. Cái bóng tim của mình là nằm ở phía trước, đúng không? Nằm ở sát cái thành ngực phía trước. Vì vậy cho nên nếu mà chụp cái phim PA đó, tức là từ sau ra trước, thì cái bóng tim nó sẽ nằm sát với cái thành ngực và cái kích thước bóng tim là chính xác. Nhưng nếu mà mình chụp cái phim AB, tức là này bệnh nhân nằm và cái chùm tim từ trước ra sau, thì mình thấy là cái trái tim này nó nằm rất là xa với cái bảng ghi, và như vậy kích thước cái bóng tim nó to hơn rất là nhiều so với cái phim PA ha nha. Và không những tim mà những cái trung thất, những cái gì nó cũng bị làm to hơn so với cái phim PA đó. Cái này bạn hiểu nha. Rồi, đó là cái nguyên lý thứ nhất ha, nguyên lý thứ nhất. Bây giờ cái nguyên lý thứ hai. Cái nguyên lý thứ hai tức là cái chùm tia đi ngang qua cơ thể người á thì nó sẽ chặn lại, bị chặn lại và cho đi qua một phần ha. Và cái đậm độ của cái vật thể chặn lại á, mà nó càng cao thì cái tia X nó đi qua đó ít hơn. Và nếu mà cái đậm độ nó thấp á, thì cái tia X đi qua nhiều hơn. Và nếu cái tia xuyên qua nhiều á, thì mình sẽ thấy cái màu nó đen. Và mình gọi cái hình màu đen này gọi là hình sáng ha. Và nếu mà cái tia xuyên qua ít thì mình thấy cái hình trắng hơn. Và mình gọi cái hình màu trắng này gọi là hình mờ ha. Đây là những cái ngôn ngữ của hình ảnh học, tức là hình sáng là màu đen và hình mờ là màu trắng nha. Thì theo các bạn là cái hình này nó chỉ có hai màu, màu đen và màu trắng thôi, đúng không? Đúng không? Mà thực ra không phải là chỉ có hai màu đâu, nó có nhiều màu lắm.
Này. Màu đen mà đen thiệt là đen á, là đen không có gì hết luôn á, thì nó gọi là không khí. Nhưng mà ít đen hơn một chút thì các bạn sẽ thấy đó là mô phổi. Và qua tới màu xám thì là xám nhạt, tức là mô mềm. Mà xám đậm hơn sẽ là mô mỡ. Và màu trắng mờ mờ hơn thì là xương, mà trắng đục thật, trắng sáng thật là kim loại, tức là nó có nhiều, trong giữa hai cái màu trắng đen nó có nhiều cái màu nằm giữa nữa, đúng không? Đó là cái nguyên lý thứ nhì nghe các bạn. Rồi bây giờ qua tới cái nguyên lý thứ ba, là khi mà người ta phát một cái chùm tia đi ngang qua một cơ thể như vậy, thì những cái vật thể mà nằm cùng cùng nằm trên một cái đường đi của cái chùm tia đó, nó sẽ bị, nếu mà nó sẽ che khuất nhau, sẽ che khuất nhau, tức là những cái nào mà nó có đậm độ càng càng nhiều á, thì nó sẽ che khuất những cái vật mà có đậm độ thấp hơn ha. Và chính vì vậy cho nên chúng ta thấy là cái hình X quang ngực của chúng ta nó có tới 7 cái khoảng mù ha, 7 cái khoảng mù. Khoảng mù tức là có mà mình không thấy chỗ đó đó ha. Thì 7 khoảng mù là nằm đâu? Thứ nhất là hai cái đỉnh phổi. Hai cái đỉnh phổi. Tức là bị cái gì che, bị cái xương ha, chỗ này là cái xương đòn và cái xương sườn số 1 ha. Nó làm nó hay bị chầm nằm chồng lên nhau. Và nếu có những cái tổn thương nho nhỏ mờ mờ nằm khuất khuất trong này là các bạn sẽ không thấy, đặc biệt những cái thâm nhiễm do lao mà mới á, nó nhỏ nhỏ không thấy nha. Thành ra là hai cái khoảng mù đầu tiên là hai cái đỉnh phổi. Hai cái khoảng mù kế tiếp là hai cái rốn phổi nha. Rốn phổi này, chỗ này là các cái phế quản lớn và các cái mạch máu lớn, nó có thể nằm che khuất chỗ này, và những cái tổn thương nhỏ, những cái hạch nhỏ nhỏ nằm lẫn ở trong này mình sẽ rất là khó thấy nha. Cái khoảng mù thứ thứ năm là cái bóng tim nha, khoảng mù thứ năm là cái bóng tim. Và hai cái khoảng mù cuối cùng là nằm cái vị trí mà nằm ở cái cơ hoành, mà cái mõm cái cơ hoành nằm sâu phía sau á, của cái cơ hoành đó à, nó nằm khuất ở trong cái chóp, cái chóp xuống của cơ hoành đó, thì nó cũng sẽ bị khuất nằm ở hai cái vị trí này nha. Như vậy á, là chúng ta sẽ biết rằng là do cái phim X quang thẳng này nè, nó sẽ có 7 cái khoảng mù. Và như vậy do cái sự chồng ảnh, và để khắc phục cái hiện tượng chồng ảnh này á, thì lúc trước người ta dùng cái gì các bạn? Dùng phim nghiêng ha, dùng cái phim nghiêng. À, trước đây á, chưa có CT á, thì người ta còn có thêm những cái tư thế, những cái kiểu chụp như là chích chéo trước, chích chéo sau, vân vân, để người ta khắc phục cái hiện tượng chồng ảnh này. Đó. Tuy nhiên là sau này có cái CT rồi, thành ra là mấy cái kiểu chụp đó không còn sử dụng nữa, và hiện tại chỉ còn một cái kiểu sử dụng, đó là cái phim nghiêng. À, phim nghiêng thì nó có cái lợi thế là nó rẻ tiền và nó dễ chụp nha. Thành ra là nếu mà nhờ những cái gì không có đòi hỏi lắm thì người ta có thể sử dụng phim nghiêng à, để so sánh, để loại trừ những cái hiện tượng chồng ảnh này ha. Còn nếu khó quá thì người ta có thể chụp chụp CT nha. Rồi. Đây là cái hình ảnh mà các bạn thấy á, là nếu cái phim này nè, nếu mà mình chụp cái phim X quang thẳng thôi á, thì cái tổn thương này nè nó sẽ nằm xuất khuất ngay bóng sau bóng tim, và mình chụp phim thẳng là mình sẽ hoàn toàn không thấy cái tổn thương này luôn nha. Nhưng mà nếu mà mình chụp CT thì mình sẽ thấy nha. Đôi khi cái này chụp phim nghiêng cũng chưa chắc thấy ha, à, tại vì đôi khi nó bị khuất á, nha. Rồi. Còn đây là gì các bạn? Đây là cái hình mà cho thấy có hai cái đám tổn thương gì nằm ở trong cái phế trường ha. À, thì mình băn khoăn quá không biết là cái người bệnh này bị cái gì ở đây. Nhưng mà khi cho chụp phim nghiêng thì gì các bạn biết không? Ồ, hai cái này là nó nằm ở ở ngoài cái ngực nha, do cái cô này cổ bơm ngực thôi nha, có bơm silicon và nó bị quá dôi ha. À. Nó nằm ngoài phế trường, chẳng liên quan gì tới phế trường hết. Đó. Đó là xong cái nguyên lý số 3, bây giờ tới nguyên lý số 4 nha. Nguyên lý số 4 là gì?
Tức là nếu mà hai cái vật thể mà nó cùng mặt phẳng và cùng đậm độ mà nằm cạnh nhau thì mình sẽ không thấy rõ cái giới hạn phân cách nha. Tức là hai vật nằm cùng, bây giờ mình sẽ suy ngược lại nha, suy ngược lại. Nếu mà hai cái vật thể nằm cạnh nhau mà mình thấy cái bờ, cái giới hạn giữa hai cái vật thể này mà mình thấy rõ cái phân cách, nghĩa là nó nằm khác mặt phẳng. Và nếu mà mình không thấy cái phân cách, có nghĩa là nó cùng mặt phẳng. À, suy ngược lại thôi nha. Đây, cái nguyên lý ban đầu á, là mình thấy nó cùng đậm độ mà nó nằm cùng mặt phẳng là mình sẽ không thấy rõ phân cách nha. Còn nếu mà khác đậm độ hoặc là khác mặt phẳng thì mình sẽ thấy rõ cái phân cách nha các bạn. Là thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nếu mà những cái mình sẽ quan sát ở những cái vị trí nằm ở cạnh cái bờ, cái bờ trong của cái trung thất nè ha, hoặc là cái thành ngực đây ha, cái nách phổi đây, hoặc là cái bờ tim, hoặc là cái cơ hoành, để mình coi những vị trí này là nếu mà nó xóa mờ những cái bóng của cái cơ hoành hay là xóa mờ cái bóng tim thì mình biết là nó sẽ nằm cùng mặt phẳng nha. Thì cái này một lát nữa cô sẽ nói kỹ hơn nha, một lát nữa sẽ nói kỹ hơn. Đây nè, trở lại nè, chỗ này mình thấy ha, qua đây mình thấy nó xóa mờ, có nghĩa là nó nằm cùng mặt phẳng với cơ hoành chỗ này, nó nằm cùng mặt phẳng với bóng tim chỗ này, nó xóa mờ hết nè, mình không thấy cái rõ cái giới hạn nữa nha các bạn. Đó là mình vừa học qua bốn cái nguyên lý của cái xoang ngực ha. Bây giờ tới chỉ định khi nào thì chụp X-quang ngực. Thì X-quang ngực là một cái kỹ thuật tương đối là không xâm lấn, rẻ tiền và dễ thực hiện, cho nên là được áp dụng rất là nhiều. À, tất cả những cái bệnh lý khi nào có những cái triệu chứng hoặc là dấu hiệu lâm sàng liên quan đến những cái bệnh về hô hấp cũng như bệnh về tim mạch thì mình đều có chỉ định chụp để chẩn đoán. Hoặc là các cái bệnh trước đây mình đã chẩn đoán rồi thì mình chụp lại để mình theo dõi các cái diễn tiến của nó, hoặc là mình phân giai đoạn và đánh giá tiền phẫu vân vân, thì nó được chỉ định rất là rộng rãi và hầu như là không có chống chỉ định gì. Tuy nhiên là người ta cũng khuyến cáo là nên không có nên lạm dụng quá mức, tức là khi nào có chỉ định hãy chụp chứ không có nên chụp quá bừa bãi nha. Và ngoài ra thì cũng hạn chế chụp ở bệnh nhân, ở những người có thai, đúng không? Hạn chế chụp có thai nha. Và tránh chụp thường quy ở những cái trường hợp mà không cần thiết nha. Rồi. Có thai thì đặc biệt là ba thai kỳ, 3 tháng đầu á, 3 tháng đầu của thai kỳ á, thì hạn chế, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến cái bào thai nha. Cái sự sự hình thành của bào thai nha. Còn mấy tháng sau thì đỡ hơn, còn trường hợp khó quá thì mình sẽ cần quá đó, cần chụp quá thì mình sẽ che chì ha, che chì cái bụng của bệnh nhân đó, nó có cái áo chì đó, che cái bụng bệnh nhân bằng cái lớp áo chì để mình chụp. Rồi. Bây giờ qua tới các cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Trước khi mình đọc một cái phim X quang ngực á, thì mình phải xem xét các cái tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi mình đọc, tức là cái phim chụp có đúng cách hay không. Nếu mà chụp không đúng cách thì mình phải hiểu là nó không đúng cách, để mình khi mà mình đọc á, thì mình biết rõ cái giới hạn của nó tới đâu nha các bạn. Hoặc là có thể là mình từ chối chụp nếu mà mình nghĩ là nó không chính xác nha. Rồi. Bây giờ là bảy cái tiêu chuẩn cần thiết của một cái phim X quang ngực thẳng á. Là thứ nhất là phải có cái thông tin nha, phải có cái thông tin tên, tuổi, giới, ngày, giờ chụp nha. Tên, tuổi, giới, ngày, bắt buộc phải có. Nếu khó không có thì các bạn biết rồi, bạn làm lâm sàng lâu nay biết rồi đúng không, nó sẽ nhầm lẫn ha, giữa người này người kia, kể cả phải có tuổi có giới nó nhầm lẫn, nhầm lẫn rất rất là nhiều. Và thậm chí là ngày giờ chụp cũng rất là quan trọng, đặc biệt là giờ chụp nó cũng rất là quan trọng, bởi vì á mình đánh giá những cái tổn thương mới xuất hiện, ví dụ như nằm ICU nãy mình mới vừa
cái phim trước thì chưa thấy gì, sau đó mình làm một cái thủ thuật gì đó, sau đó mình chụp lại mấy tiếng đồng hồ sau, mình thấy là nó có tràn khí màng phổi ví dụ vậy. Thành ra là mình phải có luôn cái thông tin của cái giờ chụp, nó cũng rất là quan trọng nha. Kế tiếp là cái tư thế của người bệnh nha. Tư thế của người bệnh thì hồi nãy có nói ban đầu rồi đó các bạn, tư thế mà chụp chụp đứng ha. Chụp đứng thì là chụp sau trước, lúc nào chụp đứng cũng là chụp sau trước, còn chụp nằm á, thì là chụp trước sau, bởi vì người bệnh đã nằm rồi thì họ sẽ khó, rất là khó xoay trở, thường là bệnh nặng không có đi lại được và xoay trở khó khăn, cho nên không có thể nào mà bắt bệnh nhân úp, nằm úp để mà chụp, cho nên bệnh nhân phải nằm ngửa đúng không, và mình chụp tại giường. Và do cái tỷ lệ cái máy chụp tại giường á, cái khoảng cách từ đầu đèn tới cái giường nó khá gần. Thứ hai nữa là bệnh nhân chụp như vậy là tư thế trước sau ha, trước sau, cho nên là mình sẽ hiểu những cái hạn chế của cái phim trước sau này nha. Rồi nếu mà phim sau trước thì làm sao mình biết, bắt buộc là đa phần á là các cái phim nó phải ghi rõ nha, nó phải ghi rõ cái chữ là PA hay là AB bắt buộc nè. Phải có quy định như vậy, nếu mà nó không ghi đó là nó thiếu nha. Bây giờ giả sử nó không ghi đó thì mình cũng cũng có thể phỏng đoán, tức là nếu mình thấy cái bóng hơi dạ dày rất là tròn và cái xương bả vai nằm ngoài phế trường á, thì mình biết rằng là cái phim này chụp tư thế đứng nha. Còn chụp tư thế nằm á, thì các bạn thấy rằng là cái đầu đèn, từ cái đầu đèn tới cái người rất là gần, và chụp trước sau như vậy thì cái bóng tim nó sẽ rất là to. Và trên cái phim này á, cái phim trước sau thì mình sẽ thấy là bóng tim to, cái bóng hơi dạ dày thường là dẹt. Và do ở tư thế nằm này, bệnh nhân không có thể khuỳnh cái tay ra để đẩy cái xương bả vai ra ngoài, cho nên thường là cái xương bả vai nó sẽ nằm ở trong cái phế trường này. Và chúng ta thấy là cái bóng tim này rất là to đúng không, rất là to nè. Cái bệnh này là bệnh nằm ở ICU nè, đặt cái mấy cái dây cateter và tùm lum nè, thấy không đó, cho nên là bệnh rất là nặng đó, thì thường là nó chụp tại giường. Và như vậy thì các bạn nhớ là cái phim sau trước là cái bóng tim to, và không bao giờ mình đọc cái kích thước bóng tim ở cái phim sau trước này nha các bạn. Trước trước sau nè, không bao giờ đọc cái phim đọc cái kích thước bóng tim ở cái phim chụp trước sau nha. Rồi. Bây giờ qua tới cái thông tin thứ ba là nhận định phải trái, thì lúc nào trên cái phim nó cũng phải ghi nha. Vì vậy ba cái thông tin ban đầu này là tên tuổi nghe thông tin của người bệnh, thứ hai là cái tư thế bệnh, và cái thứ ba là cái phải trái. Ba cái này là nó phải luôn luôn là kỹ thuật viên phải ghi ở trong phim, nếu không có nghĩa là nó thiếu nha các bạn nha. Thì thông thường thì ghi phải trái, nhưng mà một số trường hợp mà họ không thấy á, không có đó thì mình cũng đoán được đúng không. Tuy nhiên có nhiều trường hợp nó khó, cái bình thường thì mình dễ thấy rồi đó. Mình sẽ dựa vào cái bóng tim nằm bên trái, cái bóng hơi dạ dày nằm bên trái vân vân. Tuy nhiên cái trường hợp dị tật bẩm sinh mình đâu có biết, hoặc là những cái trường hợp nó đẩy hay nó kéo cái bóng tim lệch qua lệch lại mình cũng không biết luôn nha. Đó. Rồi đó là ba cái thông tin ban đầu mà kỹ thuật viên phải cung cấp cho mình. Bây giờ tới cái thông tin thứ tư, đó là cái độ xoay ha. Độ xoay của phim thì thông thường khi mà bệnh nhân đứng á, thì nó ít có xoay, nhưng bệnh nhân nằm á, nó dễ bị xoay lắm. Nha. Và làm sao thì mình biết nó bị xoay, thì người ta sẽ nối một cái đường thẳng của các cái mỏm gai của cái cột sống nối với nhau, và so nó với hai cái đầu của cái xương đòn. Nếu mà nó cách đều hai cái đầu của xương đòn thì là nó không có bị xoay, còn nếu mà nó lệch có nghĩa là nó bị xoay. Nha. Xoay có nghĩa là sao, đây là cái tư thế xoay sang trái và cái này là tư thế xoay sang phải các bạn, tức là nó xoay cái cơ thể mình nó nằm không có ngay với so với cái tấm phim nè, cái bản phim nè. Và như vậy xoay thì chuyện gì xảy ra, xoay như vậy mình thấy thấy là kích thước và hình dạng của bóng tim nó bị thay đổi, cái độ cong của cơ quan động mạch chủ nó cũng thay đổi luôn, cái vị trí khí quản nó cũng bị lệch sang một bên, rốn phổi mất đối xứng.
Và đặc biệt là những cái tràn khí màng phổi, mà cái tràn khí màng phổi lượng ít á, các bạn sẽ thấy nó bị mất đi, bởi vì nó nằm khuất á, nó quay mà nó sẽ nằm trùng với cái thành ngực luôn, mình không thấy rõ. Và cái trung thất nó sẽ bị lệch giả tạo, và cái phế trường cùng bên với xoay á, nó sẽ sáng hơn cái phế trường còn lại. Đó là những cái lỗi của cái bị xoay. Cái yêu cầu kỹ thuật thứ năm á, là bệnh nhân phải được yêu cầu hít vào tối đa khi chụp. Và làm sao mà mình biết là bệnh nhân phải hít vào tối đa, thì mình phải đếm xương sườn. Đếm xương sườn. Nếu mà mình đếm cái cung sườn phía trước á, thì cung sườn phía trước phải thấy được 6 cái cung sườn. Còn nếu mà mình đếm cái cung sườn số sau, thì mình phải đếm cái kém được 10 cái cung sườn. Thì bảo đảm người bệnh này hít vào tối đa. Còn nếu mà bệnh nhân không có hít vào tối đa thì chuyện gì xảy ra? Mình sẽ thấy phổi, đây là hai cái hình của cùng một người bệnh. Mà cái phim trên là bệnh nhân chả hít vào gì cả. Và cái phim dưới là bệnh nhân hít vào tối đa, thì các bạn thấy là hai cái hình rất là khác nhau. Hai cái bóng tim cũng khác nhau luôn. Thấy không? Bóng tim trên bự lắm luôn. Nha. Phổi nó mờ. Ha. Nhìn thấy ghê. Nha. Nhìn rất là thấy ghê. Đó, nhìn đầy bệnh lý đúng không? Đó, nhưng mà đơn giản là chỉ do là bệnh nhân không có chịu hít vô ha. Mình phải đếm cái xương sườn để mình biết là bệnh nhân có hít vào thật sự hay không nha. Rồi. Cái tiêu chuẩn thứ 6 là cái cường độ tia nha. Thì cái cường độ tia nó đi qua trung bình á, thì nó sẽ đối với cái nó sẽ xuyên qua đối với cái vùng mà không có cái vật cản gì hết thì nó sẽ cho màu đen, có cản vừa vừa nó cho màu xám, và cản rất là nhiều thì nó cho màu trắng nha. Còn nếu mà cái cường độ tia mạnh quá thì nó sẽ xuyên qua hết luôn, nó xuyên qua hết luôn, và mình thấy là toàn bộ cái phổi này nó màu đen ha, màu đen. Còn nếu mà cái cường độ tia yếu quá thì nó chả xuyên qua được gì cả, và ở đây mình thấy hầu hết là màu trắng. Mình thấy hầu hết là màu trắng. Như vậy thì do cái cường độ tia mà làm cho cái phim của mình khó đọc, đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà mập quá đó, dày đó, cái người họ dày quá mà kỹ thuật viên để cái đường cường độ tia yếu quá, mình sẽ khó đọc lắm nha. Và cái cường độ tia như thế nào là trung bình thì người ta quy định là cái cường độ tia gọi là trung bình, vừa đọc để có thể đọc được tốt á, là mình vừa thấy, tức là thấy mờ mờ ra, thoáng thấy những cái đốt sóng nằm phía sau cái bóng tim nha, mờ mờ, thấy mờ mờ thôi nha, còn thấy rõ từng nét là tia không đúng nha các bạn. Đây là cái cường độ tia nó quá yếu ha, cường độ tia nó quá yếu và nó khó quan sát bởi vì nó thấy mờ hết nha. Còn nếu mà cường độ tia này là quá cứng ha, nó xuyên thấu quá mạnh và nó sẽ bỏ sót những cái tổn thương mà có những cái tổn thương mờ mờ á, thì mình đâu không thấy luôn tại vì nó xuyên qua hết luôn nha. Và cuối cùng là cái hình ảnh trình bày ha, thành ra là một số kỹ thuật viên họ cắt rất là xấu, nó mất cái đỉnh phổi của mình, nó mất hai cái góc xương hoành của mình nha. Và cái phim như vậy mới là cái phim đầy đủ á, mình có thể nhận định được đầy đủ các thông tin, kể cả các phần mềm xung quanh nha các bạn. Rồi. Đó là mình, đây là cái những cái trường hợp là bệnh nhân bị không có loại bỏ những cái phụ kiện ha. Các bạn lâu lâu thấy ha, cái này là đơn giản là cái tóc thôi mà không có búi tóc lên cao, mình thấy chỗ này nó bị mờ mờ nha. Kể cả những cái áo ngực rồi dây chuyền rồi đó thì cũng cần phải lấy ra khỏi phế trường để nó không cản những cái tia mà mình có thể quan sát được rõ ràng nha. Rồi. Đó là mình vừa qua hết 7 cái tiêu chuẩn kỹ thuật của một cái tấm phim X quang ngực cần phải có nha. Trước khi mình vô mình đọc cái phim á thì mình phải biết như thế nào thì là cái phim X quang ngực bình thường, rồi mình mới đọc tới những cái bất thường của nó ha. Thì đầu tiên á là mình đọc cái phế trường. Cái phế trường. Phế trường tức là cái vùng mà chứa hai cái lá phổi đó, đúng không? Và cái phế trường á, thì mình sẽ chia ra làm 3 phần.
từ trong ra ngoài thì mình sẽ thấy là một phần ba trong, một phần ba giữa và một phần ba ngoài. Và mình biết rằng là các phế quản và các mạch máu á, thì nó sẽ phân chia nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần. Như vậy thì ở trong một cái phần ba trong thì mình sẽ quan sát rõ các cái phế quản và mạch máu, thậm chí ở cái vùng rốn phổi là chứa đầy những cái phế quản và mạch máu lớn ha. Rồi tới cái một phần ba giữa thì các mạch máu nó nhỏ và mình vẫn thấy nhưng mà thấy ít hơn. Và ở cái một phần ba ngoài là không còn thấy nữa ha. Chỉ thấy những cái mạch máu rất là mịn nha, xen lẫn với các khoảng khí và phế quản là không còn thấy nữa nha. Rồi. Đó là từ trong ra ngoài, còn từ trên xuống dưới thì chúng ta thấy rằng là cái vùng đỉnh phổi nó sẽ thông khí tốt hơn cái vùng đáy phổi. Như vậy thì lúc nào mình sẽ thấy cái vùng đỉnh phổi á, cái nó có cái màu đen hơn, tức là nó thông khí tốt và nó sáng hơn, và vùng đỉnh phổi nó hơi mờ hơn một tí ha, và vì cái thông khí nó ít hơn, nó sẽ không bằng thông khí ở đỉnh phổi. Và ở nữ nó còn có cái cơ ngực ha, nó làm cho cái phổi, hai cái đáy phổi nó mờ hơn một chút. Và người ta chia làm bốn phần ha, cái này vùng đỉnh phổi giới hạn bởi cái xương xương đòn, xương sườn phía trên, rồi vùng trên, vùng giữa và vùng dưới nha. Phế thùy phổi thì bên phải có mấy phổi à, các bạn ơi, bên phải mấy thùy phổi, Ba bên trái chia là mấy thùy, hai bên trái à, bên phải là ba thùy và bên trái là hai thùy nha. Bên phải là thùy trên, thùy giữa và thùy dưới, là vị trí của các thùy, vị trí của các thùy bên phải. Và đây là cái hình nhận nhìn nghiêng nha, này là nhìn thẳng nha, còn này là nhìn nghiêng của cái thùy phổi bên phải. Thì chúng ta thấy là cái thùy phổi trên á nó nằm phía trước, và đây là cái thùy giữa. Cái thùy giữa các bạn thấy là cái thùy giữa nó nằm toàn bộ ở phía trước của phổi nha, không có nằm phía sau gì cả nha. Còn cái thùy dưới thì nằm hoàn toàn phía sau, à, phía trước không có. Mình nhớ cái vụ này nha, để một lát á mình sẽ đọc được cái vị trí của các tổn thương thùy phổi nằm ở cái tổn thương nằm ở cái thùy phổi nào trên cái phim X-quang ngực nha các bạn nha. Đây là cái ba cái thùy phổi ha, trên, giữa và dưới nha, đó là bên phải. Còn bên trái á chỉ có hai thùy ra, thùy trên và thùy giữa nha. Cái này là cái hình bên trái nhìn nghiêng, đây là thùy trên và thùy dưới. Thì các bạn thấy là cái thùy trên và thùy dưới của phổi trái á, thì các bạn thấy là nó nằm hầu như là nó chồng lên nhau ha, hầu như nó chồng lên nhau, chỉ có cái vùng trên này á là nó không có chồng lên thôi, còn từ đây xuống đây là nó nằm hầu như nó chồng lên nhau ha. Tuy nhiên nó nằm chồng lên nhau nhưng mà nó có cái vị trí là nằm trước nằm sau. Cái thùy thùy dưới á là nó nằm toàn ở phía sau ha, các bạn thấy không? Và cái vùng mà tương ứng với cái thùy giữa của cái phổi bên phải á thì ở bên bên trái này nè, cái vị trí này nó gọi là gì các bạn biết không? Biết không? Ai biết? Ai biết? Không ai biết luôn. Cái này nó gọi là phân thùy lưỡi nha, phân thùy lưỡi của phổi, của phân thùy lưỡi của thùy trên phổi trái ha, nó nằm tương xứng với cái thùy giữa ha, đối xứng đó nha với cái phổi phải nha. Rồi đó là cái giải phẫu nha. Còn bây giờ nhìn trên phim thì chúng ta sẽ định định vị được những cái thùy phổi, để một lát mình sẽ đọc phim đó các bạn. Đây là cái thùy trên nè, nằm vị trí này. Thùy giữa của phổi phải nằm ở vị trí này và thùy dưới của phổi phải nó nằm ở vị trí này. Thì chúng ta thấy hai cái vùng này nè là thùy trên và thùy dưới nó nằm chồng lên nhau. Nhưng mà sao? Thùy trên nó nằm phía trước
và thủy dưới nó nằm ở phía sau nha các bạn. Đó. Còn này là phổi trái thì nè, phổi trái có hai thùy thôi, và thùy trên và thùy dưới, và hồi nãy mình có nói đó, nó nằm hầu như nó chồng lên nhau, và một cái thùy trên đó thì nó nằm phía trước và thùy dưới nó nằm ở phía sau, và chỉ có cái vùng đỉnh phổi này là chỉ có thùy trên thôi ha, đó là thùy phổi trái nha. Rồi bây giờ qua tới cái rốn phổi thì chúng ta sẽ thấy là rốn phổi ở bên trái á, nó sẽ cao hơn cái rốn phổi bên phải khoảng 1,5 cm nha. Rồi đó là bình thường của nó nha. Kế nữa đó là chúng ta có thể một số trường hợp chứ không phải luôn luôn là chúng ta sẽ thấy được cái động mạch phổi thùy dưới nó rất là to nha, và nó giống như là cái nó gọi là hai cái ngón tay chỉ à, ngón tay chỉ xuống ra. Một số trường hợp các bạn thấy cái này cũng là bình thường thôi nha, bình thường thôi. Qua tới các cung tim ha, các cung tim thì các bạn chắc còn nhớ là đây là động mạch chủ đúng không? Động mạch chủ, cung động mạch chủ. Cái này là thân động mạch phổi. Và bên 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 trái thì có bốn phung, bốn cung là cung quay động mạch chủ, thân động mạch phổi, nhĩ trái và thất trái đúng không? Rồi. Còn bên phải chúng ta có ba cung nha, có ba cung. À, mấy cái này có khi mình ít thấy lắm nha. Cái này là cái thân, cái này là tĩnh mạch chủ trên nè, rồi cái này là thân động mạch phổi phải, thân động mạch phổi phải nha. Thân động mạch phổi phải này thường nó nằm cái và cái nhĩ phải nha, nhĩ phải. Còn cái thất phải đâu các bạn? Thất phải nằm nằm ở phía dưới này nè ha. Cho nên trên cái phim thẳng mình sẽ không thấy được cái thất phải nha. Rồi. Đây là đó, đó là về giải phẫu. Còn bây giờ là trên hình đây, cái này là tĩnh mạch dưới đòn nha, quên động mạch dưới đòn nha, động mạch dưới đòn. Cái này là quay động mạch chủ, cái này là thân động mạch phổi, nhĩ trái và thất trái ha. Rồi giờ tới bên phải nè, cái này là động mạch chủ xuống. Ủa quên, động mạch chủ lên, động mạch chủ lên. Cái này là thân tĩnh mạch chủ trên, thân tĩnh mạch chủ trên nha. Cái này là nhĩ, nhĩ phải ha, nhĩ phải nha. Có ba cung thôi. Rồi. Đó là nãy giờ mình coi lại hết những cái cơ bản về các cái nguyên lý nè. Các cái kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật của một cái phim gồm có 7 cái và các cái phim bình thường nó như thế nào. Rồi bây giờ mình mới vô bài nè, nãy giờ là mới nói vòng vòng thôi đó, bây giờ mới vô bài. Tức là mình phải đọc cái phim như thế nào nha. Thì để cho mình đọc một cái phim cho nó không sai và không thiếu á, thì các bạn thấy là có hai cái sai lầm mà chúng ta hay gặp khi chúng ta đọc phim. Cái sai lầm thứ nhất là cái hiệu ứng về cả ấn tượng ban đầu. Tức là mình sẽ bỏ sót. Mình nhìn vô mình thấy cái con voi rất là to ở đây, và mình chỉ chăm chú mình nhìn cái con voi này, mình sẽ quên tất cả những cái thông tin, những cái chi tiết khác mà mình không để ý tới nó, bởi vì mình chỉ tập trung lo cái này thôi. Vì vậy để khắc phục cái điều này á, thì chúng ta phải đọc phim theo một thứ tự nha, một thứ tự từ A tới theo cái đề nghị của cô á, thì cô sẽ cho các bạn đọc A B C D F, tức là theo một cái thứ tự nha. Thực ra cái này là đề nghị thôi nha, đề nghị thôi. Và trước khi đọc thì mình nhìn sơ một cái tổng quát, rồi mình sẽ đi vào chi tiết từ A B C D F nha. A là gì các bạn? A là airway. B là gì? B là breathing. C tức là phế trường. C là cardiac, tức là tim nha. D là gì? D là diaphragm, tức là cơ hoành. E là gì? E thì L là khác đó. Là trong đó bao gồm là mô mềm và xương nha. Và chữ F cuối cùng là foreign, tức là
ngoại vật, tức là những cái vật mà ở bên ngoài gắn vào trong cơ thể mình, ví dụ như là ống dẫn lưu, như là máy tạo nhịp vân vân, thì mình đọc theo một cái thứ tự như vậy để mình không bỏ sót nha các bạn. Đó là cái điều thứ nhất mình cần phải nhớ. Và cái điều thứ hai á là mình chẩn đoán, không chỉ chẩn đoán hình ảnh học mà phải kết hợp lâm sàng nha. Mình đọc thì mình chỉ mô tả và trường hợp nó rõ ràng, nó dễ quá thì mình có thể chẩn đoán luôn, nhưng mà đại đa số là mình chỉ cảm nghĩ trên trên phim nha, đọc dùng những cái những từ, những cái của cái hình ảnh học để mình khó khám bệnh, để người ta đưa ra cái kết luận hoặc là người ta đưa ra cái chẩn đoán. Còn đôi khi á mình chỉ có phim không, nó sẽ thiếu rất là nhiều thông tin để mà mình kết. Và như vậy á, thì mình sẽ vô cái chữ A nha các bạn, vô cái chữ A. A là gì? A là airway. A là airway. Airway thì airway cả mình phải biết, mình mới thấy hay các bạn. Thì mình nhìn cái gì ở mình nhìn gì ở đây, tức là thứ nhất là mình coi cái vị trí, trí của nó. Thứ hai là mình coi nó có bị ép, chèn ép hay không nha, chèn ép hoặc là bít hay không. Và thứ ba là mình coi cái gốc cái gốc. Alo, alo. Alo ạ. Hình gì các bạn hỏi nha. Rồi cái này kìa, các bạn thấy hình gì đây? Không nghe vậy đó, ai nói gì đó hả? Không nghe đó, nói lại không nghe luôn. Nãy Các giờ nó bạn lát khác có con, nghe không cô? Đúng nó mới lát hả? từ airway á cô, nó mới giật từ chỗ airway á cô. Sao? Dạy từ chỗ cô Alo. dạy, từ chỗ cô dạy airway đến giờ là nó giật khó nghe lắm cô. Khó nghe hả? Cô nói khó nghe lắm hả? Không, Cô do nghe cái chưa? đường đường truyền mạng đó cô, nãy từ chỗ airway nó hơi bị giật á. Rồi giờ nghe được chưa? Dạ được rồi. Bây giờ bạn đọc giùm cô cái hình này là hình gì? Cái phía trường ở bên trái là nó mờ gần như Bây đến giờ mình chưa đọc phía trường, mình đang đọc cái airway đó. Mình thấy cái airway này nó bị gì? dạ nó bị lệch. Đúng rồi, nó bị đẩy lệch qua băng sang bên bên phải nha các bạn ha. Thay vì nó nằm ở vị trí bình thường thì bây giờ nó bị đẩy đẩy sang phải, đúng không? Rồi. Còn cái này là gì? Cái airway đâu? À, đây nè, cái khí quản nằm đây nè, nó cũng bị đẩy lệch sang sang phải nha. Và này á, là trên lâm sàng là mình thấy đây gì, có cái gì các bạn biết không? Có cái tuyến ức, quên, cái tuyến giáp. À, cái tuyến giáp bình thường nó nằm tuốt trên này ha, nhưng mà ở đây cái tuyến giáp thòng, tuyến giáp thòng nó nằm
thòng xuống dưới trong cái lồng ngực và nó đẩy cái khí quản lệch sang bên phải nha các bạn. Đó, mình thấy rất là rõ cái đường khí quản đây. Đó. Cái này là cái gì? À, cái này á, thì mình thấy ở đây nó có một cái đám mờ ha. Nhưng mà cái khí quản của mình thì mình thấy sao nó bị chích hẹp vô đây ha. À. Đây chỗ này nó có cái khoảng hẹp hơn so với những cái phần còn lại ha. Chỗ này nó có gì đó chích hẹp nha các bạn. Rồi. Còn cái này mà các bạn thấy cái gì? Cái khí quản này người ta tô cho mình thấy rõ chứ bình thường là cũng khó thấy lắm nha. Và ở đây các bạn biết sao không? Cái góc carena bình thường nó có 70 độ, 70 độ. Còn cái góc carena này nó bị rộng hơn cái 70 độ, ở đây nó khoảng tới 110 độ ha. Và như vậy cho thấy ở đây nó có một cái khối gì đó nó đẩy cái phế quản gốc ở bên phải lên cao hơn so với bình thường nha. Cái khí quản nó cũng không có được đều đúng không? Không có được đều đặn nữa, nha. Đó. Đó là thứ nhất là chữ A nha, chữ A là airway. Airway là mình đọc khí quản phế quản lớn và carina qua tới chữ B. Chữ B này là cái phần chính của cái hô hấp của mình đây. Và trong cái chữ B này chúng ta sẽ học bốn cái kiểu hình. Thứ nhất là hình sáng. Thứ hai là hình mờ mà mờ đồng nhất. Thứ ba là hình mờ rải rác hay lan tỏa và thứ tư là hình mờ khu trú nha. Thì đầu tiên là cái hình sáng. Các bạn nếu mà các bạn nghe không rõ các bạn lên tiếng liền nha, hoặc là các bạn thắc mắc cái gì, các bạn muốn hỏi cái gì các bạn lên tiếng liền giùm nha cô nha. Bây giờ cái hình sáng hồi nãy mình học từ ban đầu tức là cái hình nó có cái màu đen đúng không? Cái vùng tổn thương mà mình thấy những cái hình nó đen hơn bình thường thì nó gọi là tổn thương hình sáng nha, hình sáng. Và ở cái phế trường này á, chúng ta sẽ đọc từ trên xuống dưới nha, và từ trong ra ngoài nha, từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy cái hình sáng mà chúng ta ở cái tổn thương gọi là hình sáng á, chúng ta sẽ đọc ba cái nha. Cái thứ nhất là cái tràng khí màng phổi. Cái thứ hai là cái bóng khí, tức là hay là còn gọi là cái bin á, cái tiếng Anh là bin. Và cái thứ ba nó gọi là khí phế thủng nha các bạn. Đây. Các bạn sẽ phải biết phân biệt giữa những cái này. Thì đầu tiên tràng khí là gì? Tràng khí màng phổi là tràng khí màng phổi tức là có khí ở trong nằm trong khoang màng phổi đúng không? Có khí nằm trong khoang màng phổi. Và như vậy thì mình sẽ thấy một cái vùng sáng đồng nhất. À, đây là cái vùng sáng đồng nhất nằm ở phía trên và phía ngoài. Bởi vì cái khí á, thì nó nhẹ. Cho nên nó lúc nào nó nằm ở cũng ở phía trên và phía ngoài của cái phổi. Và nó đẩy cái phổi vô trong nha, và xuống dưới. Ha. Và cái giới hạn đây là cái màng phổi tạng, đồng ý không? Màng phổi tạng. Và nếu mà mình mà không có kinh nghiệm và không có ba cái mũi tên đỏ này nè, đôi khi mình không có thấy đâu nghe các bạn. Nhìn sơ là không có để ý là không thấy á ha. Một số trường hợp nó rất là khó thấy nha, cái này thì nó hơi nhiều nên nó hơi nhiều. Và khi mà mình thấy cái tràng khí màng phổi á thì ngoài thứ nhất là mình chẩn đoán là có tràng khí màng phổi và thứ hai là mình coi cái tràng khí màng phổi này là lượng nhiều hay là lượng ít nha. Và như vậy á, thì mình sẽ đo cái khoảng cách từ cái rốn phổi ra ngoài vị trí. Thường nó đo ở hai vị trí hoặc là vị trí rốn phổi hoặc là vị trí đỉnh phổi. Nếu mà cái khoảng cách từ cái màng phổi tạng tới cái thành ngực bên ngoài mà trên 2 cm, trên 2 cm tức là tràng khí màng phổi lượng nhiều nha. Đây tràng khí màng phổi lượng nhiều từ cái vị trí rốn phổi à, từ vị trí rốn phổi đi qua đây nha, đo từ màng phổi tạng tới thành ngực trên 2 cm là tràng khí màng phổi lượng nhiều. Đây là hình gì các bạn? Alo alo, ai đọc giùm cô?
Dạ có nghe nhưng mà cái hình nó chưa chạy, dạ mới thấy nè cô. Thành khí màng phổi phải, toàn bộ màng phổi phải lượng nhiều ấy cô. Phổi đúng nó rồi. Co rúm lại chỉ còn một ít ở lốn thôi. Đúng rồi, cái này là tràn khí toàn bộ cái màng phổi bên bên phải. Và khi mà tràn khí màng phổi toàn bộ cái bên phải như vậy á, thì mình phải cảnh giác cái gì các bạn biết không? Cảnh giác gọi là tràn khí màng phổi áp lực ha. Tràn khí màng phổi áp lực là chuyện gì xảy ra? Là hay nói một cách dễ hiểu hơn, đó là tràn khí màng phổi có van. Có van có nghĩa là nó chỉ cho khí vào ha, nó chỉ cho khí vào thôi. Vào, vào nó có van, nó không có ra. Nó cứ vào, nó cứ vô, nó vô, nó vô, nó vô. Và nó làm cho cái phổi này nó căng lên. Yeah, nó căng lên và nó đẩy lệch cái trung thất và phóng tim về phía đối diện rất là nhanh. Yeah. Và cái này là một cái khẩn cấp nha các bạn. Thì nếu thấy cái này, nếu mà mình nghi ngờ có cái tràn khí màng phổi áp lực, bệnh nhân sẽ cái lâm sàng họ rất là xấu nha, diễn tiến rất là nhanh nha, và khó thở, tím tái rất là nhanh. Và để qua cái bài tràn khí màng phổi mình sẽ học lại. Nhưng mà trong những trường hợp này là mình phải chọc chọc hút khí cấp cứu cho người ta để giải áp bớt ha, để cho cái trung thất bóng tim nó không có bị đẩy lệch sang bên kia nha các bạn. Đó. Và cái tràn khí màng phổi hồi nãy cô nói á, là do cái khí nó nhẹ cho nên nó sẽ tập trung ở phía ngoài và phía trên khi bệnh nhân đứng. Nha, khi bệnh nhân đứng nha. Tuy nhiên đôi khi mình gặp bệnh nhân nặng và bệnh nhân chụp ở tư thế nằm á, thì tư thế nằm ở cái vị trí nào là cao nhất? Đây là bệnh nhân đứng nè, thì cái vị trí cái khí nó nhẹ nó sẽ tập trung ở phía trên, đúng không? Còn nếu bệnh nhân nằm, cái khí nó nhẹ nó sẽ tập trung ở phía trên đây nè. Và như vậy đôi khi mình không để ý, mình làm ICU, mình cho bệnh nhân nghi bệnh nhân này, mình mới chọc cái gì đó, mới đặt catheter, mới chọc mình nghi ngờ là bị tràn khí màng phổi do mình gây ra, do tai biến rồi đó. Thì mình cho chụp phim, nhưng mà chụp phim ở tư thế nằm. Tư thế nằm cái mình lo mình đọc cái đỉnh phổi mình đâu có thấy gì đâu, nhưng mà thực tế là nó nằm ở đây nè các bạn. Đây. Khí nó nằm đây nè. Vì chỗ này là cao nhất nha, khí nó nằm đây chứ không phải nó nằm trên đây. Cho nên các bạn lưu ý nha, mình rất là dễ bỏ sót cái khí nằm đây nha. Đây nè, cũng là cái trường hợp nè, tràn khí màng phổi là bệnh nhân cũng nằm ICU nè, đặt catheter tùm lum ha. Và này tràn khí nè, nó nằm ở dưới này nè, thấy không? Nó đâu có nằm ở trên này đâu, đó, nó nằm ở dưới này nè. Cái này nhiều dễ thấy nha, còn nãy ít khó thấy ha. Thành ra là lưu ý nha, rồi. Một cái sai lầm nữa hay gặp nữa là gì các bạn biết không? Nó nhầm lẫn. Đây là cái tràn khí màng phổi thiệt nè. Mình đọc cái mình thấy cái màng phổi tạng đây, màng phổi tạng đây, màng phổi tạng. Nhưng mà mình rất là dễ nhầm với cái skin fold, tức là cái nếp da. Một số bệnh nhân có cái cơ rất là dày á. Và mình sẽ đọc nhầm lẫn với cái skin fold là cái nếp da. Ở ngoài này vẫn là cái mô phổi bình thường ha, thì mình phải đọc kỹ. Ở ngoài này là không có mô phổi, tức là cái phân biệt giữa cái vùng mà khí và cái vùng mô phổi là phổi mình còn thấy gì các bạn, thấy cái lân sai, tức là những cái mạch máu li ti nhỏ 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 ha, mình gọi là cái lân sai đó nha, là cái dấu phổi, là cái sách nó gọi là cái lân mark, tức là cái dấu phổi, tức là những cái mạch máu li ti nó phân biệt giữa cái vùng không khí hoàn toàn và cái mô phổi thì nó khác nhau. Thành ra mình đọc những cái skin fold này thì mình phải để ý là ngoài này nó vẫn còn mô phổi là không phải nha. Ngoài này nó phải là chỉ là khí không mới đúng ha. Cái này là cũng là cái bờ của cái xương bả vai, mình cũng rất là dễ lầm với cái tràn khí nha. Rồi. Còn này là cái gì? Tràn khí trung thất nha các bạn. Tràn khí trung thất nha. Một số trường hợp á, là tràn khí màng phổi đó kết hợp với tràn khí trung thất. Và cái dấu hiệu của cái tràn khí trung thất là chúng ta nhìn thấy cái đường mờ viền xung quanh cái bóng tim nha.
Tuy nhiên cũng không có, không phải là chắc chắn là thấy đường mờ nhìn quanh bóng tim này là chắc chắn là trần khí trung thất, mà mình thấy cái dấu hiệu này thì mình phải lập tức là đi chụp CT nha các bạn, cho chỉ định chụp CT ngay lập tức trong đêm, bởi để giải quyết nếu mà có trần khí trung thất thì phải mời ngoại khoa giải quyết liền cho người ta ha. Rồi mình học xong cái tràng khí rồi đó, các bạn có hỏi gì không? Alo Dạ nghe cô. alo. Rồi bây giờ qua tới bóng khí nha, bóng khí. Bóng khí là gì ta? Bóng khí là những cái vùng sáng nằm ở trong nhu mô phổi và được giới hạn, thường là nó hình tròn ha, và được giới hạn bằng một cái đường viền xung quanh nha. Thì bên trong cái bóng khí đó đó là không có nhu mô phổi, nó chỉ là khí, nhưng mà hồi nãy là nó nằm trong màng phổi, còn này là nó nằm trong nhu mô phổi và cái giới hạn xung quanh nó là tròn ha, thường là nó tròn. Đôi khi một số trường hợp nó sẽ hơi bị méo lệch đi là do những cái kén khí nó bị nhiều, kén khí nó nằm cạnh nhau, hoặc là kén khí lớn nó bị lệch, nó bị méo một tí, nhưng mà đa phần là nó hình tròn. Và cái đường viền của nó, cái giới hạn của nó là nó cũng rất là mỏng, giống như là cái đường màng phổi tạng như nãy đó. Ở đây là một cái bóng khí đây, cái đường viền nó rất là mỏng rồi các bạn, nó nằm toàn bộ ở đây. Nằm toàn bộ ở đây. Đây là cái kén khí, cái bóng khí khổng lồ à. Nó nằm ở nửa cái phổi luôn nè các bạn. Nửa cái phổi luôn. Trong này là khí không, không có gì hết, không có phổi nha, không có phổi. Như vậy á, thì mình biết rõ là cái bóng khí á, là nó có giới hạn, tức là nó là một cái vùng không có mô phổi mà chỉ chứa toàn không khí nằm giữa trong cái nằm trong nhu mô phổi. Giới hạn xung quanh là một cái đường viền mỏng. Cái đường viền này nó mỏng như là cái màng phổi tạng. Còn cái khí phế thủng á, là gì các bạn? Khí phế thủng là gì? Khí phế thủng á, cái tiếng người Nam mình á thì dịch của cái chữ âm phizema là khí phế thủng. Còn ở ngoài Bắc á, cái chữ âm phizema này nó dịch là chữ giãn phế nang ha. Thì đúng là khí phế thủng có nghĩa là giãn phế nang. Tức là các cái phế nang nó mất cái tính đàn hồi. Ha, mất cái tính đàn hồi, và khi khi mà gặp ở những bệnh COPD giai đoạn nặng thì cái phế nang nó mất cái tính đàn hồi và không khí nó đi vào trong cái phế nang thì nó không có ra được, tức là cái vô được mà ra rất là ít và làm cho các cái phế nang nó phồng lên nha. Nhưng mà phế nang nó vẫn còn ấy các bạn, tức là cái cấu trúc của cái phế nang nó vẫn còn, nhưng mà nó chỉ mất cái tính đàn hồi thôi. Như vậy á, thì ở trên cái phim X-quang ngực mình thấy cái gì? Mình sẽ thấy những cái vùng sáng hơn bình thường, sáng tức là màu đen, nhưng có không có giới hạn, không có giới hạn. Nó khác với cái tràng khí, nó khác với cái bóng khí. Bóng khí là nó có cái giới hạn rõ ràng và bên trong nó là chỉ có khí, không có nhu mô phổi. Còn khí phế thủng thì là sáng, nhưng sáng này cái nhu mô phổi nó vẫn còn, nó chỉ sáng hơn thôi nha, và mình sẽ không thấy cái giới hạn. Không thấy cái đường giới hạn giữa cái mô khí phế thủng và cái mô phổi không bình thường hay các bạn. Và thường cái vùng khí phế thủng này thường nó nằm ở ngoại biên, có thể nằm ở đỉnh phổi hoặc là đáy phổi hay các bạn. Và bên cạnh cái hình ảnh mà mình thấy những cái mô phổi nó sáng hơn bình thường nằm ở ngoại biên như vậy đó, thì mình sẽ thấy thêm những cái dấu hiệu đó là dấu hiệu trực tiếp của cái khí phế thủng nha. Và mình sẽ thấy thêm những cái dấu hiệu gián tiếp. Dấu hiệu gián tiếp là gì? Dấu hiệu gián tiếp của khí phế thủng là mình sẽ thấy cái lồng ngực nó hình hình thùng nè, hình vuông á, hình thùng, hình chữ nhật á, hình chữ nhật. Các cái xương sườn nó nằm ngang ha. Khoang liên sườn giãn rộng ha, bình thường mình đếm cho tới 6 7 thôi, bây giờ mình đếm nó dài tới 9 luôn nè nha. Rồi cơ hoành nó bị dẹt và cái bóng tim nó hình hình giọt nước ha.
Đây nè, cái cơ hoành dẹt nè, bóng tim nhỏ lại, cái phế trường nó sáng hơn bình thường và sáng nhiều ở ngoại biên nè. Hình lồng ngực, hình thùng, đây là những cái dấu hiệu gián tiếp thôi, nhưng nó sẽ dễ thấy hơn là cái dấu hiệu trực tiếp là cái mô phổi sáng hơn bình thường. Nhưng mà các bạn nhớ phân biệt là không có giới hạn nha, không có cái đường giới hạn, không có cái đường bờ. Rồi. Đó là mình vừa học xong hai cái hình sáng, ba cái hình sáng nha. Bây giờ qua tới cái hình mờ. Hình mờ thì mình ở đây mình sẽ học là cái hình mờ đồng nhất. Mờ tức là màu trắng đúng không? Và mờ đồng nhất có nghĩa là trắng đều. Trắng đều tức là trắng không có gì bên trong hết, nó gọi là trắng đều nha. Thì trong cái hình mờ đồng nhất này mình sẽ phân biệt hai cái dạng. Dạng thứ nhất là mờ này, mờ đồng nhất là mờ đồng nhất do xẹp phổi, và mình phân biệt với một cái mờ đồng nhất do tràn dịch màng phổi. Hai cái này nó đều dẫn tới cái hình mờ hết, mà mờ mờ đồng nhất hết, mờ đồng nhất là trắng đều hết nha. Thì xẹp phổi là chuyện gì xảy ra? Xẹp phổi là do không có khí vào trong một cái phế quản nó bị bít lại à, và nó không cho khí đi qua, và cái vùng phế nang, cái vùng mô phổi phía sau của cái phế quản bị bít đó, nó có không không có không khí vào và nó sẽ bị xẹp lại. Và do cái hiện tượng xẹp lại như vậy á, thì nó dẫn theo cái hiện tượng gì? Xẹp và kéo kéo nó xẹp và nó co rúm lại. Và do nó co rúm lại vậy thì nó sẽ kéo những cái mô của các cái xung quanh nó về phía nó nha, kéo những cái mô về phía nó. Đây đây là các bạn thấy gì? Đây là hiện tượng xẹp phổi bên trái nha. Một lát các bạn sẽ phân biệt với cái tràn dịch ha. Hai hiện tượng này nó ngược nhau. Xẹp thì nó sẽ cái phế quản lớn bên trái nó bị, cái bóng tim nó bị kéo luôn về bên đây ha, và toàn bộ cái phổi ở bên 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 trái á nó trắng hết luôn nha. Cái cơ hoành nó bị kéo lên luôn, cái bóng tim nó bị kéo qua luôn, các bạn thấy không đó. Thì cái này đó là hiện tượng xẹp nha các bạn, hiện tượng xẹp. Và đây là cái xẹp toàn bộ cái phổi bên bên trái, cho nên mình thấy cái hiện tượng kéo rất là rõ. Nhưng mà một số trường hợp á thì nó không có xẹp toàn bộ cái phổi mà nó chỉ xẹp một phần thôi, và các bạn sẽ không thấy nó kéo rõ. Đây là hiện tượng gì đây các bạn? Hình này là hình gì? Ai biết? Alo alo, hình này hình gì? Xẹp thủy trên phổi phải cô. Đây là cái hình cho thấy rằng là cái thùy trên của phổi phải chỗ này nó bị xẹp. Sao mình biết nó xẹp? Bởi vì nó mờ đồng nhất ha, và mặc dù á, tại vì nó xẹp có một thùy nhỏ thôi, cho nên là nó không có đủ sức để nó kéo cái phổi bên phải về phía nó, nhưng mình thấy là nó co rúm, cho nên mình thấy cái giới hạn nó bị nó lõm ha các bạn. Một lát các bạn sẽ phân biệt với cái hiện tượng của cái tràn dịch, mình sẽ thấy nó phồng ha, còn cái này là nó lõm vô. À, mình thấy lõm vô rõ ràng là thấy không? Đây. Con này là hiện tượng gì đây? Hình gì đây? Ai biết? À, có cái chữ rồi hả? Có cái chữ rồi nè ha. Thành ra là này là gì các bạn? Xẹp thùy giữa. Còn nhớ thùy giữa nằm đâu không? Hồi nãy mình có học vị trí các thùy rồi đó nha. Thùy giữa là nó nằm ở vùng này nha, thùy giữa của phổi bên phải nha. Và khi nó xẹp thì nó co rúm lại và nó tạo thành một cái và chỗ này nó xóa mờ luôn cái bờ tim nha. Mình nhớ là cái thùy giữa nó nằm phía trước đúng không, và tim nó cũng nằm phía trước, và chỗ này nó xóa mờ luôn cái bờ tim, cho nên mình biết chắc là cái tổn thương này là thùy giữa của phổi phải nha, xẹp thùy giữa phổi phải nha. Đó. Còn bây giờ mình qua tới một cái hình mờ mà cũng đồng nhất nhưng mà nó ngược lại với cái mờ của cái xẹp phổi, đó là cái mờ do tràn dịch ha.
thì nó ngược lại là thằng kia nó xẹp thì thằng này nó đẩy nha. Tràn dịch thì các bạn biết rồi, đó là do hiện tượng có dịch trong khoang màng phổi, và do có dịch trong khoang màng phổi thì nó sẽ đẩy những cái tổn thương về phía đối diện ha. Nó choáng chỗ mà, cho nên nó choáng cái thể tích ở trong cái màng phổi, và nó làm cho nó đẩy cái tổn thương những cái cơ quan khác về phía đối diện. Và cái hình này là gì? Đây là cái tràn dịch màng phổi lượng bên trái lượng nhiều. Hồi nãy mình nhớ cái tràn dịch màng phổi bên trái, quên, cái xẹp phổi bên trái thì nó kéo hết, đúng không? Kéo cái bóng tim về phía nó và kéo cái cơ hoành về phía nó. Còn vậy nó ngược lại là nó đẩy ha, nó đẩy cái thằng bóng tim qua qua bên trái nha. Và toàn bộ nó chiếm toàn bộ cái vùng mờ đồng nhất cái phổi phổi bên trái ha. Rồi. Và đây là do là cái này là tràn dịch màng phổi toàn bộ, cho nên mình sẽ không thấy cái đường cong. Nhưng mà và mình thấy nó đẩy rất là rõ. Nhưng mà một số trường hợp á, là này nó chỉ là tràn dịch 2 phần 3 ha, 2 phần 3 của cái phổi bên trái thôi. Và khi mà tràn dịch nó không có được toàn bộ thì mình sẽ thấy rõ cái đường cong Damaso ha, đường cong Damaso. Và cái hiện tượng đẩy nó cũng sẽ ít hơn, cái này nó cũng có đẩy đó, nhưng mà nó đẩy ít, nó đẩy không có bằng toàn bộ cái phổi hồi nãy, nó sẽ đẩy nhiều hơn ha. Và cái tràn dịch màng trong cái dịch ở trong khoang màng phổi đó là dịch tự do ha, thì một số trường hợp mà mình khó phân biệt thì mình có thể cho bệnh nhân nằm ở tư thế nghiêng để mình thấy là nó di chuyển theo cái tư thế của bệnh nhân nha, tư thế của bệnh nhân nha. À, đây là cái tràn dịch màng phổi ở bên bên phải, đúng không? Bên phải nha. À, nó à, và nhớ là các bạn nhớ là khi mà mình chụp tràn dịch màng phổi, vì cái dịch nó di chuyển theo nó dịch tự do trong khoang màng phổi và nó sẽ di chuyển theo tư thế. Và hai cái người này là cùng một người nè, hai người này là cùng một người, nhưng mà cái này là chụp chụp đứng, cái này là chụp nằm nha. Chụp đứng mình thấy rất là rõ, đây là cái tràn dịch màng phổi biết liền luôn ha, có cái đường cong Damaso quá rõ. Nhưng mà đôi khi bệnh nhân nặng quá rồi bệnh nhân không chụp, không có đi được, rồi bệnh nhân chụp tại giường, cái mình thấy cái hình này cái mình hoảng hồn, mình không biết ồ cái này gì ghê quá. Nhưng mà thật ra là cùng một người đó, nhưng mà do cái này là mình không cho họ ngồi, để cho họ nằm và cái dịch nó tràn ra tự do. Mình thấy tưởng như là viêm hết một cái phổi bên phải, nhưng mà không phải, cái này chỉ là tràn dịch màng phổi thôi nha. Các bạn lưu ý nha. À, và cái cuối cùng là cái tràn dịch màng phổi, thì một số trường hợp á, nó có những cái tràn dịch màng phổi mà nó lâu ngày và nó có thể đóng vách nha. Rồi nó đóng vách, nó tạo thành những cái ổ ở trong cái màng phổi. Đây là và nó tạo thành gọi là tràn dịch màng phổi khu trú. À, đây là cái ổ màng phổi khu trú do nó tạo những cái fibrin và nó đóng những cái vách trong này nha. Đây. À. Hoặc là đây là cái tràn dịch màng phổi cũng là khu trú, nhưng mà khu trú ở trong cái rãnh liên thùy nha, nó nàng tràn nằm ở trong cái rãnh liên thùy đây. À, đây là cái rãnh liên thùy lớn, đúng không? Đây là cái rãnh liên thùy lớn và chúng ta thấy là sao? Này nó có cái hình ảnh mỏ chim, tức là hai cái đầu này nó nhọn. À, do cái màng phổi nó nằm trong cái rãnh, hai cái đầu nó nhọn ha. Rồi. Còn đây là cái tràn dịch màng phổi dưới phổi nha, thì bên này là nó tràn dịch màng phổi hai bên, bên trái thì là bình thường, nhưng mà bên phải thì mình thấy nó hơi kỳ kỳ, mình không biết nó bị cái gì. Nhưng mà khi siêu âm á, đôi khi mình không thấy cái này đọc mình đâu có biết đâu, mình chỉ thấy ồ cái cơ hoành này nó kỳ quá à, ha, đúng không? Nhưng mà có một cái số rất là một cái trường hợp rất là đặc biệt, nó gọi là tràn dịch màng phổi dưới phổi, và khi siêu âm thì thấy chỗ này nước không ạ, à? Nước không à. Còn đây là tràn dịch màng phổi mà kết hợp với tràn khí ha.
Vừa tràn vừa, nếu mà tràn dịch màng phổi không á, thì mình sẽ thấy có đường cong ramosal. Nhưng mà nếu mà vừa tràn dịch vừa tràn khí thì chỗ thầy, mà cái tràn dịch tràn khí này thường gây ra do gì các bạn biết không? Do mình đó, do mình chọc vào màng phổi của người ta ha, và gây ra cái tai biến tràn khí sau khi chọc vào ha. Và như vậy dẫn tới người bệnh bị là trước thì bị tràn dịch không, và sau khi mình can thiệp thì sẽ bị vừa tràn dịch vừa tràn khí, và cái hình ảnh lúc này không còn cái đường cong damozo nữa, mà mình sẽ thấy có cái mực nước ngang ở đây ha, mực nước ngang. Như vậy là mình học qua cái dạng thứ nhì, cái dạng thứ nhất nãy mình học hai cái hình, ba cái hình sáng, còn nhớ ha, hình sáng là hình tràn khí, hình bóng khí và hình khí phế thủng, và mình học hai cái dạng mờ, đó là hai cái mờ đồng nhất, đó là mờ đồng nhất do xẹp phổi và mờ đồng nhất do tràn dịch màng phổi nha. Bây giờ mình qua cái dạng mờ thứ ba, cái kiểu thứ ba là cái dạng mờ, nhưng mà mờ không có đồng nhất nữa, mờ không đồng nhất nữa. Mình phân biệt giữa cái mờ đồng nhất và mờ không đồng nhất là sao? Mờ đồng nhất tức là nó trắng hết nha, trắng đều, còn cái mờ không đồng nhất tức là, hay mình còn gọi là thâm nhiễm đó, tức là nó mờ mà nó mờ lem nhem nha, nó không có mờ đều, nó mờ lem nhem nha. Nó có chỗ mờ chỗ không, đại khái là vậy ha. Và như vậy thì trong cái hình mờ không đồng nhất này, chúng ta sẽ học hai cái kiểu mờ quan trọng là mờ kiểu phế nang và mờ kiểu mô kẽ nha. Thế mờ kiểu phế nang là gì các bạn? Phế nang là ở đâu mà mô kẽ là ở đâu hả? Thì giờ mình sẽ coi, nhớ lại cái giải phẫu nha. Cái phế nang, hình hình mờ kiểu phế nang có nghĩa rằng là trong cái lồng phế nang của chúng ta đó, thì trong cơ thể mình là có hàng trong phổi mình là có hàng triệu cái phế nang chứa khí, đúng không? Bây giờ những cái phế nang thay vì chứa khí, nó sẽ bị chứa dịch nha. Nó chứa dịch ở trong đó thì nó gặp trong rất là nhiều trường hợp. Ví dụ nó bị viêm phổi thôi thì nó chứa dịch ít ít ha, nó chứa dịch ít ít do cái tổn thương viêm nhiễm, do nhiễm khuẩn, do cái hiện tượng viêm nó tạo ra những cái dịch rỉ, dịch viêm ở trong cái lồng phế nang ha. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái gọi là cái hình mờ kiểu phế nang, và do cái dịch viêm á nó nằm ở trong lồng phế nang ha. Nhưng mà cái dịch viêm thì nó ít nha, còn á, nếu mà là phù phổi thì là cũng là hiện tượng mà lấp đầy phế nang, tức là trong lòng phế nang á nó chứa rất là nhiều dịch ha, nó chứa rất là nhiều dịch, ví dụ như là ARDS hay là phù phổi do tim, thì trong lòng phế nang nó chứa rất là nhiều dịch. Thì toàn bộ những cái hiện tượng này mình sẽ thấy cái tổn thương ở trên phổi là cái hình mờ dạng phế nang nha, hình mờ kiểu phế nang. Tiếng Anh nó là alveolar opacities nha, là hình mờ kiểu phế nang. Thì đặc điểm của cái hình mờ kiểu phế nang là gì? Thứ nhất là mình sẽ thấy cái giới hạn của nó không có rõ ha. Nó mờ mờ ảo ảo, mình sẽ không thấy nó nát các bạn. Mình thấy nó trắng trắng đều đều đều, chỗ đen chỗ trắng lẫn lẫn với nhau nhưng không nét ha, không có cái rõ nét chỗ này, hay còn gọi là giống như là đám mây đám bông ha, đám mây đám bông rồi. Và nó sẽ thường phân bố theo thùy hoặc là phân thùy nha. Và bên trong lòng của nó mình có thể thấy cái air program là gì các bạn? Còn gọi là hình ảnh khí phế ảnh. Khí phế ảnh là cái hình của cái cây khí phế quản á, cái phế quản là cái dạng hình nhánh cây, đúng không? Màu đen. Nó nằm nổi trên cái nền màu trắng là do những cái phế quản nhỏ nó chứa khí, và nó nằm nổi bật trên cái nền của những cái phế nang bị viêm nằm xung quanh. Và mình sẽ thấy nó gọi là khí phế ảnh hay là air bronchogram. Và cái đặc điểm thứ tư của cái hình mờ dạng phế nang này là nó diễn tiến rất là nhanh theo thời gian nha. Các bạn sẽ thấy rằng là diễn tiến nhanh là
Đối với viêm phổi mình điều trị kháng sinh vài vài ngày, 3 ngày, 5 ngày mình chụp lại thì nó sẽ khác, nó sẽ thay đổi, đặc biệt là đối với cái phù phổi nó còn nhanh dữ nữa. Phù phổi mà do tim mình chích lợi tiểu vài ống mình điều trị là vài tiếng đồng hồ sau mình chụp lại nó có thể đã khác nhau rồi, cái hình phổi nó khác nhau rồi. Như vậy tóm lại bốn cái đặc điểm của cái hình mờ dạng phế nang này là thứ nhất là nó có cái hình mờ mà đám dạng như là đám mây và không rõ nét ha. Và thứ hai á, là nó phân bố theo thùy, phân thùy nha. Thứ ba đó là nó có hình ảnh e trong program bên trong, có thể có chứ không phải 100%, có thể có. Và cái cuối cùng là diễn tiến nhanh theo thời gian nha. Và mình sẽ gặp ở trong những cái gì, viêm phổi nè, lao phổi nè, giãn phế quản nè, phù phổi nè, ARDS nè, vân vân nha. Rồi, và đây là cái gì các bạn? Đây là mình thấy cái tổn thương hình mờ kiểu phế nang ha, hình mờ kiểu phế nang nhưng mà phân bố theo theo thùy. Và đây là cái thùy gì? Thùy giữa nè. Sao mình biết nó thùy giữa vậy? Là nó xóa mờ cái nó nằm phía trước, và nằm do, tức là nó xóa mờ cái bóng tim nằm cạnh nó. Và do nó xóa mờ như vậy thì mình suy ra là cái tổn thương này nó xóa mờ bóng tim, mà tim nằm phía trước có nghĩa là nó cũng nằm phía trước, nó nằm cùng mặt phẳng với bóng tim, và nó cùng mà nằm mặt phẳng với bóng tim nghĩa là nó là thùy giữa, đúng không? Đây là viêm thùy giữa ha. Rồi, còn tổn thương này là gì? Cũng nằm ở cái vị trí thùy giữa giống như nãy đó, cũng nằm cạnh bóng tim nha, gần gần với cái vị trí giống nãy, nhưng mà chúng ta thấy bóng tim ở đây thấy rõ không? Còn rất là rõ nha, thấy rất là rõ. Như vậy tỏ rõ ràng cái tổn thương này nó không hề xóa mờ cái bóng tim này. Không hề xóa mờ bóng tim này có nghĩa là nó không nằm cùng mặt phẳng với bóng tim. Nghĩa là nó nằm ở phía sau. Và nó nằm phía sau thì chắc chắn đây là thùy dưới, đúng không? Chỗ này các bạn hiểu ha, hay cái này gọi là silhouette sign âm tính nha, silhouette sign âm tính. Cái thùy hồi nãy nè là cái viêm thùy giữa hồi nãy là silhouette sign dương tính, còn cái này là silhouette sign âm tính ha, thấy rõ cái bóng tim nha. Rồi hai cái hình này các bạn đọc cho cô đi, ai bạn bạn nào đọc giùm đi. Alo alo. Nghe cô. Đọc giùm đi. Hình phía bên trái là viêm thùy dưới, còn hình phía bên phải là viêm thùy thùy lưỡi cô. À, Một bên đúng là rồi. xóa mờ bóng tim, một bên là không ấy ạ. À, cái này là không xóa mờ bóng tim này đúng không? Đúng, hình bên trái, dạ. À, cái hình này là không xóa mờ bóng tim nè. Và do không có xóa mờ bóng tim thì chắc chắn này nó là viêm thùy thùy dưới, đúng không? Viêm thùy dưới. Còn cái này á là xóa mờ bóng tim nè. Và vậy là bên phải thì mình không có thùy giữa, mà mình chỉ Bên có trái, dạ. quên bên trái Thùy không lưỡi. có cái thùy giữa, mà mình chỉ có phân thùy lưỡi của Phân thùy thùy lưỡi của trên. thùy trên. Rồi, đã đúng rồi. Này là silhouette sign dương tính nè, đúng không? Rồi. Rồi đây là hiện tượng phù phổi ha, cũng là do cái phế nang nó chứa đầy dịch. Nhưng mà các bạn thấy nó chứa rất là nhiều ha, nó trầm trọng ha. Và đây là mình thấy nó thành cái hình cánh bướm lan tỏa hai bên nha, nhưng mà mình nhìn kỹ nó cũng sẽ không có nét nha, đó là cái hình mờ kiểu phế nang đó, nó không có nét nha. Và này nó lan tỏa với trường cho nên nó không còn cái phân bố thùy phân thùy gì đâu, tại vì nó nhiều quá nha, nhiều quá. Và mình sẽ thấy là ngoài cái hiện tượng đó mình còn thấy nó phù cái nó dày cái vách vách gian tiểu thùy nha. Dày vách gian tiểu thùy thì trong cái hiện tượng phù phổi nó sẽ có kèm thêm cái hiện tượng dày vách gian tiểu thùy nha. Dày vách gian tiểu thùy, và mình sẽ thấy cái hiện tượng kiệt ly. Thực ra cái vách gian tiểu thùy này á, là nó nằm ở bên mô kẽ đó, nhưng mà nó chỉ gặp ở trong những cái hiện tượng phù phổi nặng thôi nghe các bạn, phù phổi và tim. Đây
Và để giải thích, đây là các cái vách gian tiểu thùy á, của nó bị dày lên. Và đây là mình thấy cái clay A. Cái clay A là cái đường lớn dài dài này, đó là cái clay A. Và những cái nhỏ 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 mà nằm vuông góc với cái thành thành ngực này á, là cái clay B. Đây là cái clay B nha, clay B nhỏ nhỏ đây nha, clay B nha, clay A bên đây nha. Đây là cũng nằm trong cái phù phổi nha các bạn. Đó là mình vừa học cái hình mờ không đồng nhất, hình mờ không đồng nhất kiểu phế nang, và mình phải phân biệt với hình mờ không đồng nhất kiểu mô kẽ nha. Kiểu mô kẽ thì nó sẽ ngược lại với kiểu phế nang nha, là cái nó sẽ có cái giới hạn rất là rõ, rất là nét, mình sẽ thấy nó như tường, đường nét rất là rõ ràng. Và nó sẽ có ba kiểu là dạng lưới, dạng nốt và dạng vừa lưới vừa nốt nha, gọi là lưới nốt nha. Rồi. Và nó ngược lại với thằng phế nang, là nó không bao giờ phân bố theo thùy, theo phân thùy cả. Nó diễn tiến rất là chậm theo thời gian ha, chụp tới chụp lui chụp hoài nó cũng giống giống, nó không có khác biệt nhiều, và nó không bao giờ có e program nha, để phân biệt với cái hình mờ dạng phế nang nha. Đây là hình mờ dạng lưới nha các bạn, mình thấy dưới lưới là những cái sợi chạy dài dài dài, và mình thấy nó rất là nét nè, rất là nét nha. Còn cái mô kẽ đó nó cũng mờ mờ mờ, nhưng mà mình họ sẽ không thấy những có cái đường gì đâu. Cái này mình thấy đường rất là rõ đây, là này là mô kẽ, đây là dạng lưới luôn ha, mình thấy lưới nè, đây cũng là lưới luôn nè. Mình sẽ thấy như cái sợi 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 chạy 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 vòng vòng đó, gọi là lưới. Còn đây là dạng nốt ha, đây là những cái dạng nốt nha, cái những cái nốt tập trung nha, ở dưới đáy phổi nhiều hơn đỉnh phổi, và to nhỏ khác nhau rồi các bạn. Đấy, thấy không, này to nhỏ không đều ha. Đây cũng là cái hình nốt ha, to nhỏ không đều, và này là rải rác luôn cả từ đỉnh phổi xuống đáy phổi nha. Đây cũng là cái dạng nốt nha, nốt này cũng không đều luôn ha, nốt này không đều nha, nốt này cũng không đều luôn ha. Mấy cái nốt không đều á thì các bạn biết là thứ nhất là nó to, và hai là nó không đều á thì thường á là nó liên quan tới những cái bệnh lý như là ung thư phổi, hoặc là lymphoma, hoặc là sarcoidosis nha. Và những cái trường hợp mà cái lưới mà nó đều, thật là đều á, thì đó là lao kê nha các bạn, lao kê nha. Còn cái này là cái dạng lưới và cộng với cái nốt ha, lưới cộng với nốt, tức là mình thấy sợi, mình thấy dạng sợi, và trên cái sợi đó nó có cái nốt nha, nha sợi, và trên sợi có cái nốt, tức là dạng lưới nốt. Alo alo, các bạn thấy hình không? Dạ thấy. Bây giờ các bạn đọc cho cô số 1 là gì, số 2 là gì, số 3 là gì, số 4 là gì? Alo alo, ai đọc? Alo, ai biết, ai biết? Số 1, số 2 là của mô kẽ, có số 3 trông cứ như là bình thường ấy. Còn số 4 là tổn thương phế nang ạ. Quá giỏi, đúng rồi đó nha. Nãy giờ có mỗi bạn đọc không mà mấy bạn kia sẽ im re hết trơn à? Hả? Bạn nữ nè, bạn nữ tên gì? Em á. Em tên Nga, dạ em tên Nga cô ạ. Nãy giờ có mình em đọc thôi đó nha, thì đúng rồi đó nha các bạn. Các bạn sẽ thấy là hai cái số 1, số 2 rất là nét ha, thấy từng đường nét của nó rất là rõ, còn cái này nó mờ mờ ảo ảo ha đó. Còn cái số 3 đúng là bình thường nha. Rồi rồi, bây giờ qua tới cái hình mờ khu trú nha, cuối cùng là cái hình mờ khu trú
mình học bốn dạng mờ đó. Mờ đồng nhất. Ủa quên, mình học bốn kiểu tổn thương: hình sáng, hình mờ đồng nhất, hình mờ lan tỏa, và cuối cùng là hình mờ khu trú nha, hình mờ khu trú. Lan tỏa hay rải rác đó. Bây giờ hình mờ khu trú thì sẽ có là những cái u, những cái nốt, những cái hang rồi đó nha. Rồi bây giờ á, những cái hình mờ khu trú mà dạng tròn và giới hạn tương đối rõ đó, thì mình sẽ gọi là u phổi hoặc là nốt phổi. Nếu mà u á, thì là kích thước trên 3 cm á, đường kính trên 3 cm thì gọi là u, và đường kính dưới 3 cm thì gọi là nốt nha. Và khi mà trên cái phim X quang phổi mà mình thấy những cái u phổi hay là những cái nốt phổi thì các bạn làm gì các bạn? Làm gì? Cho chụp CT liền nha. CT ạ. Cho chụp CT. Chứ cái phim X quang này không đủ, không đủ để không đủ để kết luận cái gì cả nha, mình chỉ nhận định, mình phát hiện thôi. Qua cái bài u phổi hay qua cái bài tiếp cận u gì đó, cô sẽ nói kỹ hơn cái bài này, cái phần này. Ở đây là mình chỉ lướt qua thôi, mình chỉ nhận định được cái cục u thôi ha. Đây là cái cục u, và cái cục u nằm ở rốn phổi này mình hay không thấy lắm nha, mình cứ tưởng nó là rốn phổi, nhưng mà mình nhìn kỹ là nó nằm ở, nó là một cái dạng u thật sự ha, mà mình nhìn kỹ mới thấy nha. Hoặc là nó bị khuất nha, nằm bị khuất, nằm khuất sau bóng tim nè ha. Và nó nằm ở với cái vùng đỉnh phổi đây ha. Đấy, cái vùng này thì thấy, nhưng mà vùng này, cái cục này khó thấy nè, đôi khi mình không để ý mình tưởng nó bóng tim luôn á nha. Còn này là cái gì các bạn? Này là bong bóng bay ha, quá trời cục nha, quá trời cục nha. Thì những cái tổn thương dạng u này ở trên phim X quang ngực mình chỉ có giá trị phát hiện thôi ha, và phải chụp CT để phân tích nha. Rồi cái tổn thương mà dạng khu trú á, kế nữa đó là áp xe phổi nha. Áp xe phổi thì áp xe phổi là một cái tổn thương cũng dạng tròn, nhưng mà bên trong lòng của nó là có cái mực, mực khí dịch nha, có cái mực khí dịch. Và các bạn nhớ để phân biệt với, có hai cái mình hay nhầm lẫn với nhau là gì các bạn? Áp xe phổi và hang lao ha. Cái thứ ba nữa là cái kén, cái bóng khí bội nhiễm nha. Ba này giống giống nhau, không biết cái nào. Thì các bạn nhớ cái áp xe phổi này, cái thành nó luôn luôn dày nha. Cái thành nó luôn luôn dày và nó thường nó phải có cái mức khí dịch. Một số trường hợp các bạn thấy khó là sao? Bệnh nhân ho đó. Bệnh nhân ho vì cái áp xe này nó, một số trường hợp nó thông với cái phế quản, cái bệnh nhân ọc cái mũ này ra ngoài. Và bệnh nhân, khi mà bệnh nhân vừa ọc cái mũ ra ngoài mà mình chụp á, thì mình sẽ thấy là sao? Không thấy mức khí dịch luôn. Mình sẽ tưởng nó là hang lao. Nhưng các bạn nhớ là cái khi mà cái áp xe đó thì thường nó đơn độc, thành nó dày và ít có tổn thương vệ tinh xung quanh nha. Ít có tổn thương vệ tinh xung quanh. Và mình sẽ phân biệt với cái kén khí, cái bóng khí, chứ cái bóng khí bội nhiễm, cái bóng khí hồi nãy mình có học rồi á, là một cái khoảng sáng nằm giữa cái nhu mô phổi và có cái đường mờ, có cái đường viền rất là mỏng. Và như vậy là mình sẽ phân biệt một số trường hợp cái bóng khí đó nó tự nhiên nó bị nhiễm trùng và nó cũng có cái mức khí dịch bên trong. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là gì? Cái thành nó mỏng lét à, còn cái này cái thành nó rất là dày gồ ghề nha. À, rồi. Còn đây là cái hang lao, đây cái hang lao. Các bạn sẽ thấy đây cái hang lao. Có rất là nhiều bạn là chưa có từng thấy được cái hang lao, rồi cứ đưa ra những cái hình chỉ cô hỏi phải hang lao hay không. Cái hang lao thì bạn phải thấy là nó phải liên tục nha. Cái bờ trong của nó thì rõ và cái bờ ngoài thường là không rõ nha. Và phải liên tục nha. Có nhiều người á thì chỉ những cái hình sáng 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 do nó chồng ảnh nó gom lại, cái mình thấy một cái vùng sáng sáng mình hỏi phải hang lao không? Phải. Hang lao nó phải liên tục thành một cái
một cái khoảnh ha, liên tục chỗ này nha. Chứ nhiều khi thấy tới đây tới đây tới đây cái hết, không có cái giới, không có, nó không đụng nhau, nó không có liên tục với nhau ha. Thành ra đây là cái hang lao, cái đường bên trong á tương đối mình thấy rõ, cái bờ bên ngoài không được rõ lắm nha. Và đây là cái thành của cái hang lao. Thành của cái hang lao thì các bạn sẽ thấy là nó dày mỏng khác nhau, và cái độ dày của nó tùy thuộc vào theo cái tuổi tuổi của hang lao. Tuổi của hang lao có nghĩa là hang lao mới á, thành nó rất là dày, và hang lao cũ rồi, có nhiều người trị lao xong rồi 5 7 năm vẫn còn cái hang cũ, cái hang cũ không hết, thì mình sẽ thấy cái thành nó rất là mỏng nha, còn cái thành mới này nó dày. Và một cái quan trọng của cái tổn thương lao là các bạn biết cái gì không? Tổn thương vệ tinh nha, tổn thương vệ tinh bao giờ cũng có, hiếm khi nào hang lao nằm đơn độc, ít khi nào, không khi nào nó nằm đơn độc, nó phải có cái gì đó xung quanh nha, cái tổn thương, những cái vết, những cái thâm nhiễm nhỏ nhỏ xung quanh cùng bên hoặc là đối bên nha. Ít khi nào cái anh lao nằm đơn độc lắm và không có bao giờ có cái mực nước hơi nha. Rồi đó là cái tổn thương do hang lao. Cái tổn thương mà hình mờ sáng hỗn hợp khu trú nữa đó là cái này gọi là gì? Nấm phổi nha. Nấm phổi. Nấm phổi tức là thường á là do gì? Cái hang lao cũ, hồi nãy cô vừa nói cái hang lao cũ, nhiều khi bệnh nhân trị lao xong rồi mà cái hang vẫn còn. Xong cái con nấm nó chui vô trong đó nó ở, và nó tạo thành một cái cục nằm bên trong cái hang nè. Đây. Đây là cái cục của cái con nấm. Các bạn thấy không? Đây là cái cục nấm nha. Đây là cái khối tròn nha. Và đặc biệt á, cái khối này nó có thể di động theo theo tư thế, di chuyển theo tư thế. Tức là nó hay nằm, cái này là tại vì bệnh nhân nằm, cái phim này bệnh nhân nằm cho nên nó nằm ngay giữa. Còn nếu mà bệnh nhân đứng, các bạn sẽ thấy cái cục này nó nằm sát xuống dưới này nè. À, nó nằm sát xuống dưới này. À, đó. Đây. Đây là mình sẽ thấy, nếu mà nó nằm sát xuống phía dưới sẽ mình sẽ thấy một cái liềm hơi nằm phía trên nha. Hay cái này nó còn gọi là hình ảnh lục lạc đó. Các bạn biết cái lục lạc mà đeo ở trong chỗ cổ con chó con mèo á, là do cái cục, một cái cục ở bên trong á, nó di động, thì con mèo nó di chuyển á, nó sẽ lắc 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 thì nó kêu cái tiếng leng keng. Thì cái lục lạc ở đây á là do cái cục này nè, nó cũng nằm bên trong cái hang này và nó di chuyển theo tư thế nha, di chuyển theo tư thế. Và như vậy đứng thì mình sẽ thấy nó nằm vậy, nhưng mà nếu mà mình chụp ở tư thế nằm ngang, nằm nghiêng gì đó thì nó sẽ nằm, nó theo trọng lực mà nó sẽ nằm sát xuống phía dưới nha các bạn. Đó. Và cái tổn thương cuối cùng mà các bạn cần học đó là cái tổn thương do lao ha, cái tổn thương do lao á thì nãy mình học cái hang lao rồi. Nhưng mà rất là nhiều trường hợp bệnh nhân tới không có cái hang lao, tại vì cái tổn thương do lao nó cực kỳ đa dạng ha. Đây là những cái tổn thương do lao ha. Đây là cái tổn thương do, à, ngoài cái hang lao mình còn thấy cái tổn thương thâm nhiễm kiểu phế nang nha, thâm nhiễm kiểu phế nang. Đó là những cái đám mờ mờ rải 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 rác nha. Đó, và thường gặp ở đỉnh phổi là nhiều hơn cái đáy phổi ha. Đó là tổn thương kiểu phế nang và ha. Hoặc là mình nhìn thấy những cái tổn thương do hạch lao. Hạch lao do cái rốn phổi to và nó chèn ép vào các cái phế quản, nó gây xẹp một phần hoặc là bán phần, toàn phần ha, các cái vùng phổi nha. Hoặc là mình thấy cái lao nội khí quản hoặc nội phế quản. Là nội khí quản thì bệnh nhân sẽ khó thở ghê gớm ha, khó thở ghê gớm. Có nhiều bệnh nhân đến với cô á là khi mà nội soi á, thấy cái lồng của cái khí quản nó bít lại chỉ còn có một cái lỗ nhỏ xíu ha. Và khi mà sinh thiết cái tổn thương nằm trong cái lồng khí quản đó đó thì quá rồi kết luận là lao. Ừ. Nó tạo cái sẹo, nó tạo cái mô hạt lồi lên trên lồng của cái khí quản đó. Đó, có khi nó nằm ở khí quản thì rất là nặng, bởi vì khí quản thì bệnh nhân có thể chết bất kỳ lúc nào nếu mà cái lỗ đó nó bị bít lại ha các bạn. Còn nếu mà nó nằm ở phế quản thì đỡ hơn ha, nằm ở phế quản thì nó chỉ bị xẹp cái phế quản đó, hoặc là nếu mà phế quản gốc thì xẹp toàn bộ cái phổi bên đó, hoặc là phế quản phân thùy thùy gì đó thì nó chỉ xẹp thùy thôi ha. Rồi
giống như cái bài như cái phần xẹp phổi nãy mình học rồi đó. Rồi. Hoặc là mình sẽ thấy cái tổn thương của cái màng phổi, hoặc là tràn dịch màng phổi, hoặc là tràn khí màng phổi, hoặc là mình thấy cái tổn thương dạng lao, lâu lâu mình gặp những cái tổn thương cục dạng u u lao chứ, dạng u là tuberculoma, tức là mình thấy cục u mình tưởng ông này bị ung thư rồi, tới gần sinh thiết ra thì hóa ra là lao nha. Cô cũng gặp lâu lâu cũng gặp những trường hợp như vậy, nhìn rất là giống. Và cuối cùng là tổn thương giống như là dạng mô kẽ, tức là mình thấy nó rải đều, cái những cái nốt nó rải đều hai phế trường. Và cuối cùng thì kết luận là lao kê, thử ra AFP dương, vân vân. Đó thì đó là đặc biệt là cái bệnh lao, cái tổn thương trên X quang phổi do lao nó cực kỳ đa dạng ha. Và đó là cái lao phổi tiến triển ha. Và cái lao phổi mà di chứng nó cũng cực kỳ đa dạng luôn ha. Tổn thương nó cũng đủ kiểu hết ha. Đây là một cái tổn thương mà bệnh nhân được hỏi thì biết là bệnh nhân này trị lao cách đây 10 năm và nó để lại cái tổn thương xơ sẹo ha, ở nằm ở cái đỉnh phổi bên phải nha. Ngoài ra nó còn có những cái tổn thương giải xơ rồi xẹp phổi, dày dính màng phổi, giãn phế quản, rất là nhiều đa dạng. Chứ thành ra là tổn thương lao tiến triển đa dạng mà tổn thương di chứng lao cũng đa dạng luôn. Bởi đây cái lao á nó hơi bị khó nha, phải có kinh nghiệm chút mới đọc được. Đây là cái chụp gần ha. Phóng to lên để cho các bạn thấy cái tổn thương do lao ha. Chỉ thấy những cái giải sơ xẹp thôi ha. Đôi khi mình không quen mình sẽ không biết cái này là cái gì nha, tưởng nó là cái tổn thương thâm nhiễm, thực ra này là sơ sẹo do lao ha. Còn cuối cùng đây là cái hình ảnh giãn phế quản nha, hình ảnh giãn phế quản tạo thành những cái kén khí nằm cạnh nhau và hình tổ ong. Cái này thì rất là nặng nha, cái này gọi là dạng tổ ong luôn rồi ha. Tạo thành hình cái kén tiếng Anh nó là kiss đó các bạn, còn bóng đó, tiếng Anh nó là bean. Kén là những cái lỗ tròn nhỏ nằm cạnh nhau như những cái tổ ong vậy đó ha, để nó gọi là kén nè, như cái tổ ong nè ha. Đó là mình học qua hết cái chữ B rồi đó nha, mấy chữ B rồi đó, còn C D E F luôn á ha. A rồi, B rồi, nhưng mà C D E F thì lẹ thôi, tại vì cái B của mình là nó dài nhất, B mình là hô hấp nha. Còn C này là tim. Tim thì các bạn còn nhớ ha, bên những cái cung tim rồi. Giờ mình đi qua. Đây là cái gì bất thường của các cái cung tim nha. Các bất thường của các cung tim mình thấy những cái hình ảnh cái này là cái động mạch phổi nó bị phồng lên ha, bị phồng to, và đây có cái hạch đây. Cái này cũng là thân cái động mạch phổi phồng to lên ha, phồng to lên nha. Cái này là gì các bạn? Lớn à, quên, cái này là lớn nhĩ phải chứ không phải phòng cung động mạch phổi. Cái này mới là cung động mạch phổi nè, cái này là cung động mạch phổi nha, cái này là nhĩ trái nha. Còn cái này là gì, là này là gì, cái này là hình ảnh chiếc giày. Cái đây là cái mõm tim các bạn, đây là cái mõm tim. Và hồi nãy mình có học là cái thất phải thì mình sẽ không thấy được ở trên hình ha. Cái cung tim ở bên trái á, ở bên cung tim bên phải á, thì cái cung dưới cùng là nhĩ phải nha, và cái thất phải thì nằm bên dưới. Và khi mà cái thất phải nó to quá đó thì mình sẽ thấy là nó đẩy cái mõm tim hất lên trên trời nha, mõm tim bị hất lên trên trời, hất lên trên cao nè. Và mình thấy đây là cái hình ảnh chiếc giày nha. Đây là cái hình ảnh lớn thất phải. Và mình đọc cái kích thước bóng tim thì có hai cách đọc ha, hoặc là mình đo đơn giản, mình đo một đường từ A cái chiều ngang lớn nhất của cái bóng tim, và mình so sánh với cái chiều ngang lớn nhất của cái lồng ngực để mình tính cái chỉ số tim lồng ngực nha. Nếu mà ở người lớn thì nó phải nhỏ hơn 0,5. Và nãy có nhắc các bạn á, là các bạn nhớ cái vụ phim AB với BA đó, thì cái phim mà chụp trước sau lúc nào cái bóng tim nó cũng lớn,
Và như vậy thì không bao giờ mình đọc cái kích thước bóng tim ở cái phim trước sau nha. Đây là giãn các cái buồng tim ha, mình thấy cái bóng tim bự chảng đúng không? Bóng tim bự chảng nha. Tim bự chảng. Nhưng mà nếu mà mình thấy cái bóng tim to nhưng mà vẫn còn thấy mờ mờ các cái cung tim thì có thể là do cái buồng tim nó bị to. Nhưng mà nếu mà mình thấy mất hết các cái cung tim thì có thể đây là cái tràn dịch màng tim nha. Thì thường là cái tim to mình đều có chỉ định siêu âm tim hết rồi đúng không? Đây là cái rốn phổi ha, thì mình thấy là mình sẽ quan sát cái rốn phổi bên phải và cái rốn phổi bên trái, thì mình còn nhớ là rốn phổi phải nó nằm thấp hơn cái rốn phổi bên trái 1,5 cm, và mình nhìn kỹ xem bên trong nó có những cái khối choáng chỗ hay không, đặc biệt là những cái khối u và những cái hạch nó hay nằm ở bên trong này, và những cái đôi khi những cái mạch máu phổi nó bị tăng áp nó cũng làm cái rốn phổi to lên. Đây là cái hình ảnh mà cái những cái hạch nằm ở bên cái rốn phổi hai bên và nó hóa vôi luôn các bạn. Đây là cái hình ảnh hạch rốn phổi bị hóa vôi ha. Đây là mình thấy cái cục ở đây rất là to nè ha. Này nó là cái không phải rốn phổi đâu nha, đây là một cái cục nằm trong cái rốn phổi. Và mình thấy cái trung thất ha, quan sát luôn cái trung thất, mình thấy cái trung thất ở trên này rất là rộng nha. Mấy cái này là mình phải hễ có bất thường là mình có chỉ định CT hết, tại vì cái trung thất mình không có thể nào mà mình nhìn được ở trên trên phim X quang ngực nha. Thấy rốn phổi bất thường, trung thất bất thường là lập tức phải chụp CT nha. Rồi. Để mình coi trong cái rốn trong cái trung thất này có cái bất thường, có cái khối gì nằm trong đó hay không. Ha, trung thất nằm ở trung thất trước, trung thất giữa, trung thất sau gì đó nha. Rồi. Đó là cái chữ C, bây giờ qua tới cái chữ D. Cái chữ D là sườn, cơ hoành nha, cơ hoành nha. Thì mình sẽ thấy cơ hoành hai bên nha. Mình góc quan sát cái cơ hoành, góc cái gốc sườn hoành, và đây là gốc tâm hoành, và mình quan sát luôn cái bóng hơi dạ dày nha. Thì mình thấy rằng đây là cái độ cong của hai cái cơ hoành hai bên đó. Bên cái cơ hoành bên phải à, bên trái thì nó bình thường, mà cái cơ hoành bên phải thì nó bị dẹt ha. Nếu mà mình thấy một bên mà nó dẹt á, thì mình phải coi lại ha, hỏi lại lâm sàng cơ bệnh nhân này trước đây có từng bị bệnh lý màng phổi cũ hay không ha. Và nếu hoặc là mình xem xét những cái khả năng bệnh nhân có bị liệt cơ hoành hay không thì mình đưa vô siêu âm mà mình kêu bệnh nhân hít thở, một bên cơ hoành nó giúp nó di động mà một bên không có di động là mình biết rồi ha, đó là liệt cơ hoành nha. Còn nếu mà mình thấy nó đều hai bên á, thì hồi nãy mình có học trong cái hình ảnh khí phế thủng rồi đó ha, là cơ hoành nó dẹt đều hai bên. Dẹt đều hai bên là do cái căn phòng phổi á, nó ép hai cái cơ hoành xuống ha, là đều. Còn nếu mà một bên thôi thì coi chừng là liệt hay là bệnh lý màng phổi cũ ha. Rồi. Còn đây là cái gì các bạn? Đây là mình quan sát thấy cái liềm liềm hơi dưới cơ hoành này gặp trong gì? Này đi ngoại biết rồi đúng không? Thủng tặng rỗng đúng không? Còn đây là cái gì? Cái bóng hơi dạ dày á, thay vì nó nằm ở vị trí bình thường thì bây giờ nó nhảy lên đây nó nằm. À. Đây là cái bóng hơi dạ dày đó. Và này là cái gì các bạn biết không? Cái này là thoát vị hoành nha, tức là cái dạ dày thay vì nó nằm ở dưới cơ hoành thì bây giờ nó chung qua cơ hoành để đi lên trên lồng ngực nha. Thì những cái trường hợp nghi ngờ này mình đều phải chụp CT hết nha các bạn. Chụp CT và thậm chí là này có thể cho bệnh nhân uống cái Baric đó, mình chụp lại á. Nếu mà bệnh nhân chưa có tiền để chụp CT mình có thể cho uống Baric. Và mình thấy rõ ràng là cái Baric nó nằm đây ha. Và được cái thứ năm là cái chữ E, chữ E. E thì bao gồm là xương với phần mềm. Xương thì mình coi cái gì? Các cái xương sườn. Xương sườn phải coi cung trước, cung sau, coi xương đòn, xương bả vai và xương cánh tay nha. Mấy cái này mình hay quên coi lắm á, mình coi phổi không à. Dữ lắm là coi được tới tim ha. Còn mấy khác mình bỏ hết, không để ý nha, nhưng mà mình hay bỏ sót. Cơ hoành là thường ít có coi lắm. Còn xương lại càng không coi. Thì đây là các cái xương xương sườn ha, xương sườn nha, xương sườn nhớ là cái xương sườn số 1 ha, xương sườn số 1.
À, còn đây là cái xương đòn nha, xương đòn. Và coi xương á, thì đôi khi là nó có những cái trường hợp gãy xương mà mình rất là dễ bỏ sót ha. Đây là mình thấy cái đường xương không có liên tục nè, các bạn thấy không? Chỗ này nè, à, nó không liên tục. Chỗ này là gãy xương, không để ý đâu, thường không để ý đâu. Và đây là cái gì? Cái này là gãy cũ quá các bạn, và nó tạo thành cái quá vôi á, à, gãy cũ. À, và nó tạo cái canh xương, nó tạo cái canh xương nó cũ rồi nó lành lại, mà lành xấu ha, lành xấu, tạo thành cái canh xương, hai cái đầu xương nó không có đều nhau luôn á. Và cái một cái trong cái eo nữa là cái mô mềm, mô mềm thì mình coi cái tuyến vú, coi cái lớp cơ mô mềm nha. Thì đây là cái gì? Đây là cái mình coi mô mềm, mình thấy đây là tràn khí dưới da đúng không? Đây có cái ống dẫn lưu nè, à, đây có cái ống dẫn lưu, và cái khí ở bệnh nhân á, là không có cái đặt cái ống dẫn lưu mà nó chắc là không đúng kỹ thuật, và nó làm cho hở và khí nó tràn ra dưới da rất là nhiều ha. À, và cái chữ cuối cùng là chữ F, cái cuối cùng chữ F là ngoại vật. Ngoại vật thì những cái mà không phải nằm ở trong, không phải thuộc về cơ thể mình mà do đặt vô, ví dụ như đây là cái máy tạo nhịp tim ha, có thể có những cái catheter, những cái ống dẫn lưu. À, đây là cái ống nội khí quản. Ống nội khí quản này nó bị cái gì các bạn? Ống nội khí quản này nó đặt quá sâu, thấy không? Nó đặt quá sâu và à, nó nằm đặt tới cái, nó đi vào cái phế quản gốc ở bên bên phải, và như vậy nó làm xẹp luôn cái phổi bên trái nha. Đúng quy định là nó phải nằm đầu cách cái carina 5 phân nha, mà đưa xuống quá sâu ha, đưa xuống quá sâu và nó làm xẹp luôn cái phổi bên phải, à, phổi bên trái. À, mình vừa học qua xua xong hết rồi của cái phim X quang thẳng đó, A B C D E F nha. Và bây giờ cái cuối cùng của cái phim X quang ngực này á, là cái phim nghiêng nha. Cái phim nghiêng là nó hỗ trợ cho cái hình ảnh ba chiều của cái phim ngực, mà giúp cho những cái hình hiện khắc phục những cái hiện tượng chồng ảnh nếu mình nghi ngờ ha. Đôi khi mình không chắc mà giờ mình đi chợ chụp CT thì tốn tiền quá, thôi mình chụp phim nghiêng đi cho nó dễ nha. Rồi à, đây là cái hình ảnh của cái phim nằm ở nghiêng ha. Đây là phía trước, đây là phía sau nha. Đây là phía trước, đây là phía sau. Thì mình sẽ thấy là cái tim phải ha, ở cái thất phải nằm đây. À, mình thấy cái thất phải ha, và đây là cái quai động mạch chủ nằm trên đây nha các bạn. Đây. Vì đây là cái tư thế mà người ta đứng để người ta chụp phim nghiêng ha, bệnh nhân phải giơ cái tay cao lên và chụp bên nào á, thì cái hông bên đó chạm vào cái hộp đựng phim nha. Đây là chụp nghiêng gì? Đây là chụp nghiêng trái đúng không? À, đây là chụp nghiêng trái nha. Cái hông bên trái chạm vào cái hộp đựng phim. À, và khi mình quan sát thì mình sẽ thấy là đây là cái khoảng sáng sau sau ức nha các bạn, đây là cái khoảng sáng sau ức nha. Đây là cái hình giải phẫu tả lại cái hình bên này các bạn, đây là cái xương ức, và đây là cái khoảng sáng sau ức, đây là cái khoảng sáng sau tim nha, đây là khoảng sáng sau tim, đây là cái bóng tim nha, bóng tim nha, và đây là cái quai động mạch chủ nè, à, quai động mạch chủ. À, à. Và mình còn thấy các cái rãnh liên thùy lớn, liên thùy bé ở đây luôn ha. Đây là cái rãnh liên thùy bé, đây là cái rãnh liên thùy lớn nha. Ở bên phải và bên trái thì có một cái rãnh liên thùy thôi đây nha. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là các thùy phổi ở bên phải nè, thùy trên, thùy giữa là nó cũng trầm nằm trùng với bóng tim nãy các bạn thấy không? Đó, đây là thùy giữa và đây là thùy dưới ha. Còn đây là ở phổi trái thì có thùy thùy trên và thùy dưới thôi nha. Đây. Đây là các bạn thấy gì? Đây là mình thấy có cái dịch nằm ở
ở cái phía sau nè, thấy không? Có cái đám mờ đây có vẻ như là dịch nằm lấp hết cái vùng cái cơ hoành phía cái bóng tim phía sau nè, chỗ chỗ sâu xuống phía dưới cơ hoành nè, đó, thấy không? Chỗ này là vị trí của gì? Ở chỗ này là cái thùy. À, cái phim mà phim phổi bên phải hay nghiêng phải hay nghiêng trái là người ta phải cho mình biết nha, chứ còn thường mình rất là khó biết nha. Thành ra là cái phim nó phải ghi rõ để mình biết là cái phim này phổi bên nghiêng phải hay nghiêng trái, lúc đó mình mới biết là cái thùy này là thùy bên nào của cái phổi nha các bạn. Rồi. Đây là nó nằm cùng với vị trí của cái bóng tim nè ha. Đây. Đây ha, đó. Cái này có thể là thùy thùy giữa các bạn ha, thùy giữa ha. Ở bên này nó cũng bị mờ ha, nó mất cái gốc chỗ này luôn nè, đó. Có thể mình quan sát cái cơ hoành nhưng mà cái cơ hoành nó cũng khó thấy lắm nha các bạn, một số trường hợp không thấy được rõ gì đâu nha. Rồi. Và cái tư thế cuối cùng mà để khắc phục cái hình ảnh mà chồng ảnh đó là cái hiện tượng đỉnh ưỡn, à, cái tư thế đỉnh ưỡn là do cái đỉnh phổi của mình á nó hay bị che khuất. Nãy mình nói cái khoảng mù đó, cái khoảng mù ở hai cái đỉnh phổi hai bên nha. Mà cái để cái khắc phục cái khoảng mù này á thì mình sẽ chụp cho bệnh nhân chụp cái tư thế đỉnh ưỡn. Đây là cái tư thế bệnh nhân đỉnh ưỡn, tức là nằm cái ngửa người ra phía sau đẩy, và do cái ngửa người như vậy á thì cái xương đòn nó được đẩy lên trên nha. À, đẩy lên trên. Và đây là cái tư thế đỉnh ưỡn nè, à, hay là còn gọi là lọt đô tích, hay còn gọi là apico đó. À, chữ apico này các bạn sẽ thấy người ta hay cho lắm. Và bây giờ hai cái đỉnh phổi mờ quá không đọc được thì cho chụp cái tư thế apico, và đây là cái xương đòn nó đã bị đẩy lên trên nè, đây là cái xương đòn nè. À, và đây là cái xương sườn số số 1 nè, hai cái xương này nó bị đẩy lên hết và nó lập bộc lộ cái đỉnh phổi cho mình đọc. Và rõ ràng là khi mà đẩy lên thì mình thấy cái vùng phổi này nó mờ rõ ràng luôn ha, nghi lao nha các bạn. Đó, đây là để quan sát cái vùng đỉnh phổi hai bên. Rồi, như vậy là cô đã dạy xong cho các bạn hết các cái vấn đề liên quan tới cái phim X-quang ngực thẳng ha. Trong đó là X-quang ngực thẳng, X-quang ngực nghiêng, tư thế đỉnh ưỡn. Trong cái X-quang ngực thẳng thì bốn nguyên lý, 7 tiêu chuẩn kỹ thuật và cách đọc phim theo A B C D E F ha, các bạn về coi lại nha. Cô sẽ gửi cái file này cho các bạn. Rồi, các bạn có hỏi gì không? Alo. Dạ nghe cô. Có hỏi gì không? Dạ cô ơi, cho em hỏi à, cái bệnh nhân mà điều trị lao xong rồi á cô à, cái mức độ mà để lại dư di chứng trên cái phổi mà thể hiện trên X quang thì nó như sao cô? Nó có mức độ Nó tùy cái sự phát hiện, nó tùy cái người bệnh đến với mình sớm hay là trễ. Tức là có nhiều người bệnh đến rất là sớm thì tổn thương nó nhỏ thì nó lành tốt và bệnh nhân sẽ chụp phim lại thì cái phổi nó lành, và nó theo thời gian, nó theo năm tháng, có khi á, là cái sẹo nó nhỏ từ 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 và mình sẽ không còn thấy luôn. Và một số trường hợp thì họ để cái họ phát hiện trễ đó, tổn thương nhiều, tổn thương càng nhiều á thì tổn thương để phát hiện càng trễ thì tổn thương di chứng nó càng nhiều. Bây giờ á, thì càng ngày cô thấy là cái do cái trình độ dân trí của mình càng ngày càng cao, với lại cái vai trò của chương trình chống lao quốc gia nó càng ngày nó càng mạnh hơn á, cho nên người ta phát hiện sớm. Và hồi xưa đó, hồi mà cô mới về làm Phạm Ngọc Thạch, trời ơi cái phổi nhiều người thấy mà ghê luôn ha, sơ sẹo rồi lệch rồi kéo ghê lắm. Bây giờ thì cái tổn thương nó ít hơn nhiều, và thường là nó chỉ để lại những cái sẹo nhỏ, những cái di chứng nhỏ nhỏ vậy thôi. Đó. Có nhiều trường hợp là nó làm cho bệnh nhân bị tâm phế mãn luôn á các bạn, tại vì nó hư nhiều quá,
nó làm cho suy tim phải luôn, số trường hợp á. Bây giờ thì ít rồi. Có ai hỏi gì nữa không? Cảm ơn cô ạ. Dạ cô ơi, cái hình ảnh X quang của COVID của cô thì nó khác gì bình thường cô? Để chưa từng gặp nên cô không biết. Cái hình ảnh của COVID để cô chiếu lên nha. Rồi các bạn thấy hình chưa? Dạ rồi cô. Đám mờ kiểu phế nang nhưng mà nó nhiều ổ nha, nó cả hai bên phổi. Đây là cái tổn thương của cái viêm phổi do COVID. Nó thực ra thì viêm phổi nó không đặc hiệu các bạn. Ha, nhưng mà trên X-quang thì thấy không rõ và người ta sẽ cho chụp CT. Nha, đây là các cái hình ảnh thường gặp nha. Kính mờ đông đặc. Cái này á, kính mờ hay đông đặc á, thì qua bài CT á. Nếu các bạn muốn học cái bài CT hôm nào cô dạy ha. Và trong đó cô sẽ giải thích kính mờ là cái gì, đông đặc là cái gì, dày vách liên tiểu thùy là cái gì. Đây là những cái tổn thương hay gặp trên CT nha. Và đây là các cái hình ảnh á, mình sẽ thấy nó gọi là, đây là cái tổn thương mà điển hình đây ha. Theo này là theo up to date 2021 á, đây là cái tổn thương của cái đây là cái tổn thương điển hình nha. Tổn thương điển hình thì mình thấy là tổn thương kính mờ kèm đông đặc và dày vách liên tiểu thùy, hay nó còn gọi là crazy paving, là gì các bạn? Tổn thương đá lát đường. Đây có thấy đá lát đường không ha. Thì cái tổn thương dày nó gọi là tổn thương crazy paving ha. Tức là cái gì? Mình thấy những cái hình nó dạng như là cái hình lục giác á. Cái này gọi là dày vách liên tiểu thùy, và bên trong nó có cái hình mờ mờ nha. Và nhưng mà nó lại dạng tròn ha, đa ổ dạng tròn. Và đây là cái tổn thương điển hình của nó ha, rải rác hai bên và dạng tròn ở ngoại biên. Nha, có thể có những cái vần hào quang ngược. Vần hào quang ngược là gì biết không? Một cái tổn thương đông đặc, một cái tổn thương mà nó có cái hình đông đặc ở giữa, rồi xung quanh nó cái dạng kính mờ, thì nó tạo thành một cái dạng giống như là một cái vần hào quang. Đó là cái vần hào quang bình thường nha các bạn. Đặc ở giữa và mờ xung quanh thì nó giống như là một hào quang. Còn hào quang ngược có nghĩa rằng là nó ngược lại, là đặc xung quanh và mờ ở giữa, kính mờ ở giữa, thì nó gọi là hào quang ngược. Còn các cái dưới này thì không có điển hình bằng. Và đây cho các bạn coi, đây là cái những cái tổn thương mà nó để cái dấu hoa thị đây. Đây là những cái tổn thương nó có cái crazy paving bên trong nè, và nó hình dạng đốm đốm tròn. Đây nè, đó, crazy paving là các bạn thấy là nó dày cái vách liên tiểu thùy, thành ra nó dạng giống như là cái đá lát đường á. Và bên trong nó mờ. Đây là những cái
đây là cũng có up to date luôn nè. Rồi được chưa, chịu chưa? Này cô lấy sách ra thôi chứ cô cũng không có kinh nghiệm nha. Này cũng đâu có trị đó, đâu có trị COVID đâu. Dạ, hỏi để biết. Rồi có bạn nào hỏi gì nữa không? Cô cho em hỏi cái hình ảnh của viêm phổi do virus với viêm phổi do vi khuẩn đó cô, mình có phân biệt được sớm không cô? Không. Tức là người ta nói vậy nè, cái tác nhân gây bệnh của viêm phổi á là không thể biết được trên lâm sàng, không biết được trên hình ảnh học nha. Không thể dùng cái hình ảnh học để phân biệt được tác nhân, mà người ta còn phải dựa vào nhiều yếu tố khác nữa. Chứ nó không đủ đặc hiệu để mà mình kết luận là cái này là do virus hay là do vi khuẩn hay là do virus cộng vi khuẩn. Thực ra là không biết. Cái đó qua bài viêm phổi sẽ nói kỹ. Nhưng mà rõ ràng là mình không có nào dựa vô hình ảnh để mình biết được tác nhân hết các bạn ơi. Không. Toàn là đoán mò đó. Thành ra mình hay gọi là điều trị theo kinh nghiệm đó. Chứ đâu có ai biết được cái tác nhân chắc chắn đâu. Và thường là mình phải theo dựa lên lâm sàng nữa, nó còn phải kết hợp những cái yếu tố của cái ví dụ như hô hấp thì theo mùa, virus thì theo mùa, rồi có dịch, rồi bệnh nhân có những cái triệu chứng của đường hô hấp trên rồi vân vân, thì mình còn thấy nghĩ tới thôi nha, nghĩ tới. Hoặc là thất bại điều trị kháng sinh rồi nghĩ tới những cái khác ha các bạn. Rồi, hỏi gì nữa? Bây giờ cái nhóm mới đó, cái nhóm 5 tuần á, các bạn sẽ đi 10 tuần với cô luôn, thì các bạn chuẩn bị là thứ tư này là mình sẽ học bài viêm phổi nha. Viêm phổi này các bạn sẽ khỏi trình, mà là các bạn chuyên khoa 2 trình. Bạn chuyên khoa 2 lần trước còn thiếu nợ với cô á, thì nhóm đó sẽ trình cái bài viêm phổi nha. Rồi. Dạ. Rồi rồi học xong cái bài viêm phổi đó thì cô còn, tức là tóm lại là như vậy nè. Những cái cơ bản á là cô sẽ dạy cho các bạn, trong đó bao gồm có nè. Tùy các bạn muốn học cái gì nha. Thứ nhất là X-quang phổi nè, học rồi ha. X-quang phổi bắt buộc phải học, bởi vì đi hô hấp mà không biết X-quang phổi là không có học được. CT phổi thì tùy các bạn, tại vì CT thì nó hơi sâu. Nếu các bạn muốn học CT thì cô mới dạy. Còn nếu mà các bạn nhận thấy ồ cái CT này chắc các bạn ít có khi nào đập tới, không ít có nhu cầu thì khỏi học nha. Cái thứ ba là cái khí máu động mạch nha, khí máu động mạch nha. Khí máu động mạch thì cũng sẽ có hai phần, trong đó là khí máu động mạch về thăng bằng kiềm toan và khí máu động mạch về oxy hóa máu ha. Thì thăng bằng kiềm toan tùy các bạn muốn học thì cô dạy, nhưng mà oxy hóa máu thì phải dạy, bởi vì nó liên quan tới hô hấp nha. Rồi cái kế nữa đó là cái hô hấp ký nha. Hô hấp ký này bắt buộc phải dạy, bởi vì nó liên quan tới các cái bệnh lý hen, COPD, cũng như là có những cái bài thi đó. Rồi ngoài những cái cơ bản ra, tức là này là những cái cơ bản đó, còn về bệnh học thì các bạn sẽ phải tự soạn, cô sẽ không dạy, mà các bạn phải tự soạn, tự trình rồi cô sẽ dạy trên cái phần mà bạn trình nha. Thì để học xong cái bài viêm phổi tuần này đi, rồi cô với bạn các bạn sẽ xếp cái lịch, các bạn chuẩn bị các cái bài, trong đó sẽ có các cái bài nè, hen nè. Hen thì sẽ có hai phần là hen đợt cấp và hen ổn định nè. COPD nè sẽ có trong hai phần luôn, là COPD đợt cấp, COPD ổn định nè. Rồi bệnh lý màng phổi nè. Bệnh lý màng phổi thì có tràn dịch màng phổi nè, tràn khí màng phổi nè,
Rồi ngoài ra là viêm phổi nè, viêm phổi thì đợi cái nhóm chuyên khoa 2 họ trình coi như thế nào. Nhưng mà nếu mà cái họ trình mà mình thấy chưa đủ, mình sẽ học cái bài riêng nữa ha. Thì các bạn cũng phải chuẩn bị là viêm phổi cộng đồng nè, viêm phổi bệnh viện nè. Đó. Rồi ngoài ra có những cái khác như là giãn phế quản nè, ung thư phổi nè, tiếp cận u phổi nè, lao phổi nè, đó là những cái bài mà các bạn đều phải chuẩn bị hết á nha. Rồi. Thì cô nói trước thôi rồi các bạn gom bài lại rồi các bạn phân công nha, phân công rồi mình sẽ xếp lịch sau ha. Rồi. Như vậy là bây giờ mình ngừng ở đây nha các bạn. Dạ, dạ thưa cô, vậy là nhờ cô dạy luôn CT khi máu rồi cho tụi em luôn nha cô. Vậy hết luôn hả? Dạ. Rồi, muốn học thì cô dạy ha, chỉ sợ các bạn không muốn học thôi. Chứ dạ là muốn học cô ạ. Các bạn muốn học thì cô sẵn sàng dạy nha. Tại vì cô là các bạn biết là cô là về hưu rồi ha. Trước là cô làm phạm học thạch. Cô về hưu 2018 thì thay vì cô đi về hưu rồi cũng buồn, thay vì đi qua mấy cái bệnh viện tư làm, nhưng mà cô thì muốn chia sẻ kiến thức với các bạn cho các thế hệ sau, thành ra cô chọn về trường, thành ra là những cái bài của cô là cô đầu tư rất là nhiều. Nếu mà các bạn muốn học thì cô rất là sẵn sàng, và các bạn cũng có thể là kêu gọi những người khác mà không nhông lắm các bạn mà muốn vô nghe đó thì cứ nhào vô group mà học nha. Cô sẵn sàng, cô welcome hết nha. Rồi. Rồi, giờ mình nghỉ đây ha. Dạ, cô, dạ, cho em hỏi thêm câu cuối nữa là có nghĩa là tụi em sẽ học mấy cái bài cơ bản của cô trước xong rồi tụi em mới trình bày. Đúng. Dạ. Trong thời gian cô dạy mấy bài cơ bản thì các bạn sẽ từ từ để chuẩn bị bài, chứ mới vô thì chắc cũng đâu có thời gian chuẩn bị kịp, đúng không? Dạ. Vậy là tuần này mình học thêm thứ tư với thứ năm hay là thứ tư thôi cô? Thứ tư thôi, tại vì thứ năm là phải ôn bài cho các bạn kia đi thi. Dạ. Thành ra là hôm nay mình chỉ học thứ hai, vậy với thứ tư thôi. Nha. Cảm ơn cô.